Kính thưa sư, trước khi sư vào bài pháp thoại là cho con xin 2 phút thông báo một chút xíu với các anh chị trong nhóm của con sư nha. Dạ, con cảm ơn. Quý vị, xin chào quý vị. Tuần vừa rồi Nhân nhận rất là nhiều email và những cú phone đó quý vị, hỏi Nhân về tình hình trường thiền Kalama. Thì Nhân cũng có các anh chị ở bên Kalama Miến Điện á, có gửi cho Nhân cái những hình ảnh thì quý vị đã coi rồi đó. Trường thiền xây được xong được 2 cái cốc và đang chuẩn bị xây chai đường. Vậy phải không sư ạ? Đang xây chai đường thì có các anh chị bạn cũng gửi lời hỏi Nhân cứ Nhân ơi, mình muốn cúng dường đóng góp vào Tam Bảo ở Kalama có được không? Thì Nhân Nhân cũng hỏi ý kiến của các anh chị ở bên Kalama và ở bên Đức á, thì các anh chị rất là hoan hỷ. Thật sự ra đó thì sư sư chưa bao giờ mà lên tiếng kêu gọi Phật tử ở Úc, sư chưa bao giờ làm như thế. Nhưng mà tại vì có nhiều Phật tử biết và có cái tấm lòng mà muốn đóng góp thì họ cũng muốn hỏi Nhân và anh Kiên làm cách nào để mà đóng góp vào như thế. Thì hôm nay thì Nhân cũng xin phép sư để Nhân cho các bạn biết là hiện tại thì đang trên cái đà mà xây dựng Kalama đó. Thì quý vị muốn đóng góp một viên gạch, một bao cát vào Tam Bảo, cái đó là cái phước và cái gieo duyên của quý vị. Sư cũng nói rồi, Kalama không phải là của sư, của Tam Bảo, của mọi người. Thì quý vị hoan hỷ đóng góp bao nhiêu thì tùy lòng quý vị. Thì nhiều người kêu gọi như vậy. Thì hôm nay Nhân chính thức là có sư ở đây thì Nhân sẽ có anh Kiên đại diện ở Sydney thì cho cái tượng Phật. Còn em Hằng ở bên Melbourne thì sẽ có một cái account cho quý vị chuyển thẳng vào tài khoản đó về trường thiền bên Kalama. Ha quý vị, thì sau cái giờ pháp thoại của sư, Nhân sẽ đưa cái account đó lên. Quý vị có thể gửi trực tiếp về đó. Còn các bác lớn tuổi đó, thì nếu mà không biết á, thì sẽ điện thoại cho Nhân hoặc anh Kiên hoặc Hằng, thì chúng con sẽ giúp các bác. Cũng có các bác lớn tuổi rất là tội nghiệp quý vị, đi không có phương tiện nhưng mà có 10 đồng trong túi mà cũng điện thoại cho Nhân, thì Nhân cũng rất hoan hỷ, cũng đến nhà tận nhà của các bác đó để mà nhận. Thì thật sự ra thì cái tiền đó rất nhỏ nhưng mà tấm lòng của bác rất lớn, thì Nhân cũng cảm ơn các bác đó. Thì Nhân cũng đại vị diện mà làm như vậy thôi. Con xin tri ân sư. Tại bây giờ mời các bạn và các anh chị cô bác mình nghe bài pháp thoại của sư. Con cảm ơn sư. Con thỉnh sư cho chúng con bài pháp. Trước mắt chúng tôi chưa có định được cái ngày mà quay trở lại giảng tiếp tục cái bộ Kinh Tạng. Đến hiện tại đó, đến hiện tại thì chưa chưa có định được cái ngày. Và trong thời gian đó đó thì mỗi tuần chúng ta có một pháp thoại về một cái đề tài giáo lý phổ thông. Thì phổ thông này có nghĩa là không đòi hỏi quý vị phải là người học qua giáo lý, cũng không có hẳn phải là Phật tử, mà là bất cứ ai có cái lòng tìm hiểu Phật pháp thông qua cái cách nói đơn giản nhất, những cái vấn đề là gần gũi thiết thân nhất. Và tôi xin nhắc lại là không phải là người có quy y hay là có pháp danh ấy, thì mới học giáo lý, mà ngay đến những ai mà cần có một cái đời sống tâm linh
cho ngay bây giờ hay là cho tuổi già, cho khi bệnh hoạn, thì chúng ta cũng rất là nên tìm hiểu Phật pháp. Nhiều lần tôi nói, nếu tôi không phải là người Phật giáo thì kinh điển Phật giáo cũng là một cái đề tài mà tôi bắt buộc phải quan tâm để mà tôi tự tìm ra cái câu trả lời cho những cái thao thức, những cái trăn trở về cái đời sống bản thân tôi cũng như về cái thế giới mà tôi đang có mặt. Còn cái chuyện mà chúng ta có chấp nhận hay không đó là một chuyện khác. Ít ra Phật pháp, giáo lý của Đức Phật là một cái hệ thống tư tưởng rất đáng được tham khảo, đáng tham khảo. Thì cũng trên cái tinh thần đó, trưa nay tôi đặc biệt nói tới một vấn đề mà tôi nghĩ rằng rất là cần thiết để lưu ý quan tâm, đặc biệt là đối với những người sơ cơ. Các vị đi chùa thì khỏi nói rồi, miễn là các vị là người khu vực châu Á, thí dụ như là Ấn Độ hay là Trung Hoa, Trung Quốc hay là Việt Nam hay là Đại Hàn, Tây Tạng, Thái Nguyên, Lào, thì chúng ta đều không có xa lạ với cái khái niệm gọi là nhân quả. Rất nhiều người Phật tử đó thì cứ là liền miệng nhắc đến chữ nhân quả, mà hiểu chúng ta về chữ nhân quả nó ra làm sao, nó đúng chưa và nó đủ chưa, nó đủ sâu đủ rộng hay chưa, thì đó lại là một chuyện khác. Thì trong cái bài giảng trưa nay tôi đặc biệt nói về chữ nhân quả theo cái tinh thần của kinh điển Pali. Chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng toàn bộ cái sự hiện hữu của vũ trụ và sự hiện hữu của từng chúng sinh lớn bé, cực đại cho đến cực vi, nói chung là vũ trụ và chúng sinh đều tồn tại trong cái nguyên lý nhân quả. Có nghĩa rằng là theo tinh thần Phật pháp, mọi thứ nó không có tự có, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là mọi thứ trên đời này nó không có cái gì mà nó tồn tại độc lập, mà không cần đến những cái là tác động, không cần đến những điều kiện. Không có. Như vậy ở đây mình thấy có hay không? Cái không thứ nhất là mọi trên đời này không có gì mà tự có. Thứ hai đó là không có gì mà tồn tại độc lập, mà không cần đến cái sự ràng rịch của vô số thứ khác. Đó là chưa kể đến đời thứ ba, tức là có những thứ nó chỉ tồn tại bằng vào cái mối quan hệ với vô vàn những thứ khác. Thí dụ như niềm vui và nỗi buồn là hai cái này nó phải là một cặp, không có rời nhau. Tại sao chúng ta hạnh phúc? Là bởi vì có hai cái lý do mà chúng ta hạnh phúc. Một là chúng ta có được cái mình thích. Thứ hai nữa là chúng ta tránh được cái mình ghét. Các bạn thấy chưa? Chỉ ngay trong chỉ hạnh phúc thôi, rồi qua chỉ đau khổ cũng vậy. Tại sao có đau khổ? Thì đau khổ cũng có hai nguồn. Một là do mình không tránh được cái mình ghét, không tránh được cái mình ghét, hoặc là không có được cái mình thích. Thì chính đó là mình nói đơn giản đó, tức là nó cái hạnh phúc và đau khổ nó phải có một cái mối tương quan hệ mật thiết, chặt chẽ với nhau, đúng quy định lẫn nhau, nó sản sinh ra nhau, nó tương tác để tạo ra nhau. Phải nhớ cái đó này, hạnh phúc và đau khổ nó là hai mặt của một đồng tiền nha. Đó là lý do vì đâu mà Đức Thế Tôn này dạy mình ấy, chỉ có một cách duy nhất, chỉ một con đường duy nhất để mà đi thôi, đó chính là con đường chấm dứt sinh tử. Chứ hễ ngày nào mà còn tiếp tục tồn tại có mặt thì chúng ta phải đối diện với hạnh phúc và đau khổ, và hai cái này nó cũng phải rời nhau nha. Thì tôi trở lại cái đề tài nhân quả đó, thì toàn bộ vũ trụ, vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh chỉ là tồn tại trong cái nguyên tắc nhân quả. Ở đây nói tới chữ nhân quả thì chúng ta phải hiểu, trước hết là chúng ta nói theo cái cách nói nôm na đi. Nhân là cái lực tác động, nhân là cái lực tác động, quả đó tức là cái được tạo ra bởi cái lực tác động ấy, cái gì đó được tạo ra bởi lực tác động.
thì cái đó được gọi là quả. Thí dụ do cái nhân mà tôi ngồi lâu cho nên nó dẫn tới cái quả là tôi bị đau lưng, do tôi ăn nhiều quá thì lái sao là cái bụng nó ốc ạch, rồi tôi sinh ra buồn ngủ, thì mình thấy chuyện nhỏ xíu là nhân quả. Mình làm bếp không cẩn thận thì mình bị đứt tay, mình bị bỏng lửa, đó là nhân quả. Đấy. Thì nhân quả nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái nhân quả mà nó gắn liền với tới nghiệp báo, và trường hợp là nhân quả không gắn liền nghiệp báo. Thì nói theo từ trong kinh, nó từ chuyên môn ấy, thì tất cả cái này tôi nói thiệt là chậm nha, ai có kinh viết ghi ra nha. Các vị vẽ giùm tôi cái vòng tròn đi, các vị vẽ giùm tôi cái vòng tròn, vẽ giùm tôi cái vòng tròn. Quý vị đặt tên cái vòng tròn đó là vòng tròn nhân quả. Thì trong cái vòng tròn nhân quả đó, nó có một nửa là nghiệp, và nghiệp tức là nhân thiện nhân ác đó, đó là nhân. Tức là một vẽ được cái vòng tròn, rồi nó một nửa vòng tròn đó các vị để cái chữ nghiệp, viết theo kiểu phân số của toán đó. Nghiệp rồi để chữ quả, để chữ quả ở trên, rồi gạch ngang bên dưới để chữ nhân. Tức là giữ nhân, cái trong cái chữ nhân quả đó nó có hai trường hợp. Trong cái bản thân cái nhân quả nó có hai trường hợp. Một là cái nhân quả mà liên hệ tới nghiệp, nghiệp thiện ác. Thí dụ như kiếp trước tôi sát sinh thì đời này tôi bị yểu mệnh, tôi bị bệnh hoạn, tôi bị tai nạn, đó gọi là cũng nhân quả, mà nhân quả liên hệ tới nghiệp. Còn trường hợp thứ hai, nhân quả mà nó không liên hệ tới nghiệp thiện ác. Thí dụ như tôi lấy ngón tay tôi gõ lên bàn thì cái động tác gõ đó là nhân, mà tiếng động đó là quả. Thì là các vị là A-la-hán, các ngài còn sống ở trong cái vòng nhân quả, nhưng mà cái nhân quả của các ngài nó phải là nghiệp. Nhớ nha, tôi nhắc lại lần nữa, trong cái vòng tròn nhân quả mình chia đôi ra, một nửa là liên hệ đi và quả của cái quả thì nghe, còn một nửa đó là nó không có liên hệ đến nghiệp, tới nghiệp thì nghe, mà nó chỉ đơn giản một cách technique thôi, cách kỹ thuật thôi. Có nghĩa là nó chỉ là lực tác động và cái sức ảnh hưởng thôi, cái ảnh hưởng của nó gọi là nhân quả. Cái này mà tôi giảng bằng miệng không thì các vị khó hình dung, mà nếu mà tôi giảng có tấm bảng thì các vị thấy dễ hơn. Vẽ một vòng tròn, bên trên vòng tròn nó để cho nhân quả nghe, trong vòng tròn đó mình nó cắt phần nửa ra, cắt phần nửa là nghiệp thiện ác và quả thiện ác, còn một nửa còn lại nó không liên hệ tới nghiệp mà nó chỉ đơn giản là nhân quả thôi đó. Thì như mình ở trong đời sống này đó, có lúc mình tạo nghiệp thiện nghiệp ác thì cái đó đúng là nhân quả đúng rồi, nhưng mà nó cũng có những cái nó chỉ là nhân quả mà nó không phải là nghiệp. Thí dụ như bây giờ tôi nghe nó mỏi thì cái mỏi đó là nhân, rồi cái tôi vươn vai đó là quả, rồi bản thân cái vươn vai đó nó là nhân, rồi cái mình nó thoải mái đó là quả. Cái đó này không phải là vấn đề nghiệp, mà nó là chỉ là đơn giản nhân quả thôi. Còn cái nghiệp thiện ác đó, nó vừa là nhân quả và nó vừa là nghiệp báo, nhớ nha. Rồi phải vẽ vòng tròn như vậy đó, và chia đôi nó ra giống như mình sẽ đôi cái trái dưa hấu vậy đó, mình mới hiểu. Có nghĩa là nhân quả là bao trùm hết, nhưng mà đối với các bậc A-la-hán các ngài chỉ còn là có một nửa cái nhân quả thôi. Có nghĩa là các ngài chỉ còn là cái nhân quả mà không dính líu tới nghiệp thiện ác, bởi vì nghiệp thiện ác là cái con đường để nó luân hồi. Còn các ngài thì các ngài còn sống trong cái nhân quả, nhưng cái nhân quả nó không liên hệ đến nghiệp thiện ác nữa. Nhớ cái đó, nghe nó nhức đầu nhưng mà ráng nghe. Rồi. Bây giờ trưa nay muốn nói cái gì? Trưa nay tôi muốn nói đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất đó là tùy thuộc vào cái tiền nghiệp thiện ác của mình trong đời trước. Thứ hai là tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý của mình trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Thứ ba là tùy thuộc vào cái môi trường sống hiện tại. Tùy thuộc vào ba cái này mà chúng ta sống nhiều trong cái cảnh giới nào. Thì trong kinh nói đó, chúng sinh vô lượng chúng sinh từ cái vị phạm thiên ở cảnh giới thiền định cao nhất cho tới con dồi, thì nằm gọn ở trong ba cảnh giới. Cảnh giới tâm linh nằm trong có ba thôi. Một cái cảnh giới thấp nhất đó là sống chết buồn vui trong cái thế giới vật chất. Đó là cảnh giới thứ nhất, trong đó gồm với chúng ta những người đang ở trong room này nha, sống chết buồn vui trong cái thế giới vật chất.
lúc nhìn nè, lúc nghe, lúc ngửi, lúc nếm, lúc sờ chạm, không? Rồi trong cái nhìn nó có cái nhìn cái mình thích, nhìn cái mình không thích, rồi ăn cái thứ mình thích, ăn thứ mình không thích. Cái mũi có lúc nó biết cái nó ngửi được cái mùi mình thích, có lúc nó ngửi mùi không thích. Nói chung cả một cuộc đời của mình nó là một cái chuỗi thời gian mà mình làm việc với thế giới vật chất nha. Sống chết buồn vui trong thế giới vật chất, đó là cái cảnh giới một. Cái cảnh giới hai là có một số ít ít hơn cái cảnh giới một, nhưng cảnh giới một thì là nó chiếm phải nói là 80-90% chúng sinh. Thì cái cảnh giới hai đó là cái những cái chúng sinh họ có cái huệ căn, do cái tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý và do cái môi trường sống, họ có huệ căn, họ thấy chán, họ thấy chán trong thế giới vật chất, họ hướng đến thế giới thiền định. Đó. Toàn bộ vũ trụ nó chỉ có hai cảnh giới đó, nhưng còn cảnh giới thứ ba tôi sẽ nói sao. Đó. Thì toàn bộ vũ trụ này á, của phàm phu nó chỉ có hai cái đó, một là chìm sâu trong thế giới vật chất, hai là cảnh giới thiền định. Mà đa phần á, tuyệt đại đa số là mình sống chìm sâu trong thế giới vật chất. Mà trong cái thế giới vật chất đó, nó chia ra nhiều cấp. Thí dụ như người thì làm là thọ thần sống trong cây, có người làm thủy thần sống trong nước, có người thì có chúng sinh thì làm nhân loại đi trên mặt đất, có chúng sinh thì làm cá làm rùa ở trong sình lầy, hoặc là làm dồi bọ ở trong cống rãnh xác chết, vân vân. Thì tất cả hãy còn liên hệ tới vật chất thì mình được liệt kê hết vào trong nhóm một, được kể hết vào trong nhóm một nha. Rồi cái nhóm hai đó là có những số một số ít người đó họ nhàm chán và chán sợ cái thế giới vật chất. Mà khi họ có lòng chán sợ như vậy thì đương nhiên là họ có mặt ở cảnh giới hai, đó là cảnh giới thiền định. Mà mình nghe thiền định mình tưởng nó sai, không có gì sai hết. Đó là cảnh giới của mấy người mà chán vật chất, chán vật chất. Trước đây đó thì họ biết nào là núi sông cây cỏ, nam nữ phố xá nhà cửa, thực phẩm hả, phong cảnh vân vân. Còn bây giờ khi mà họ chán vật chất rồi đó thì họ chỉ còn tập trung vô có 10 thứ này. Có nghĩa là đất, họ chỉ tập trung tư tinh thần, tập trung tư tưởng trong đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng hay không ánh sáng, tất cả có 10 thứ rồi thôi. Vô lượng vũ trụ đối với họ chỉ còn 10 thứ rồi. Khi mà sống cái này nó giảng mà chuyên môn là một năm chưa có hết, mà bữa nay tôi đã nói là tôi giảng cho cái người không biết gì, cho nên tôi không có đào sâu gì đó nha. Tức là cái cảnh giới thứ hai là cảnh giới tâm linh của những người mà chán vật chất đấy, sống thiền định. Rồi cái cảnh giới thiền định cao nhất là gì ta? Cảnh giới mà dùng cảnh giới vật chất cao nhất là được sanh về các cõi dục thiên, còn cảnh giới thiền định cao nhất là được sanh về những cái cảnh phẩm thiên mà tuổi thọ rất là lâu lắm. Các bạn biết một cái tuổi thọ của một cái trái đất này nè, nó tính bằng tỷ năm, mà cái cảnh giới phẩm thiên cao nhất nó có thể kéo dài tới gọi là mấy chục ngàn cái trái đất này. Mà trong khi đó trái đất này là cái tuổi thọ của trái đất, tuổi thọ của Thái Dương hệ, mặt trăng mặt trời là tính bằng tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ. Mà trong khi đó như cái số liệu mà mới nhất mà mình biết là người ta nói rằng khoảng chừng 2 tỷ rưỡi. Có một tài liệu nói là 2 tỷ rưỡi, có tài liệu nói là 5 tỷ. Nhưng mà mình lấy trung bình đi là khoảng chừng dao động từ 3 tỷ cho 5 tỷ năm nữa thì mặt trời sẽ biến mất. Đó là theo cái nghiên cứu của họ bây giờ. Thì mặt trời biến mất thì có nghĩa là tất cả đều mất sạch hết. Còn chuyện gì xảy ra họ mới nói là theo họ tính toán, các nhà khoa học tính toán thì khoảng chừng 3 cho tới 5 tỷ năm nữa thì mặt trời nó biến mất. Mặt trời biến mất thì coi như trái đất này cũng xong luôn nha. Rồi mà nó lâu như vậy đó, mà trong khi tuổi thọ của những cõi phẩm thiên mà cao nhất nó lên tới mấy chục ngàn cái trái đất như vậy, cái tuổi thọ đó. Rồi. Nhưng mà rồi thì sao, nó sống hết rồi nó rớt trở xuống, nó cứ dòng lên dòng, nó giống như là cái nồi cơm mình nấu nó sâu vậy đó, cái hồng gạo nó cứ đi vòng vòng như vậy nha. Cho nên hôm nay trong room này nè, và những người nghe lại cái văn giảng của tôi nè, trong đó có rất là nhiều người bây giờ họ đang có nhan sắc, tiền bạc, sức khỏe, quyền lực, tiếng tâm, uy tín, chức vụ, thì bây giờ họ không có nhu cầu nghe pháp. Còn nếu mà họ có nghe đó thì họ thấy cái chuyện đó xa vời. Nhưng mà nếu mà họ có huệ căn á, họ sẽ giật mình ở ba chuyện.
Chuyện thứ nhất là không biết cái mạng cùi này nè nó kéo dài tới bao lâu. Có thể chiều nay là nó đã sậm rồi, chiều nay mình chết rồi cũng chừng. Đó là cái chuyện nhất. Chuyện thứ hai, chết rồi đó, mình sẽ ra sao? Chết rồi là mất tiêu, không để lại dấu vết, hay chết rồi mình còn đi đâu nữa? Mà nếu mà đừng đi trở lại trong cái hình hài này, trong điều kiện hoàn cảnh này, môi trường bối cảnh này thì quá ngon rồi. Mà nếu quay trở lại đó mà làm con dồi con ruồi đó thì mình nghĩ sao nha? Cho nên cái thứ nhất là mình nghĩ cái thứ nhất là cái chết, nếu mình sống được bao nhiêu. Thứ hai là chết rồi đi đâu. Thứ ba, đi đâu là đi, rồi cuối cùng qua nhiều lần mà đi như vậy, mình cái đích đến mình là cái gì? Cái đích đến mình là cái gì? Tổng cộng là ba chuyện. Chuyện thứ nhất là mình sống được bao lâu, thứ hai nữa là kiếp này mình tắt thở để gì đâu, thứ ba cái mục đích sau cùng của mọi hiện hữu là cái gì, hay là nó lặp tới lặp lại tới lui như vậy nha. Thì người mà có nói theo trong kinh ấy, là người có cái huệ căn họ sẽ bận tâm tới ba cái này. Còn cái người thiếu huệ căn thì họ sống kiểu tới đâu hay tới đó. Sống tới đâu hay tới đó, họ thấy rằng là thiên hạ có biết bao nhiêu người, đâu có quan tâm đến đời sống tâm linh bên thầy. Thì họ cũng sống nhăn răng đó, sống thoải mái thôi, sống vui vẻ thôi nha. Mà nếu như mình bây giờ mình đang ngon lành thế này, mình đang đẹp đẽ, mình đang giàu có, mình đang khỏe mạnh, cái này mắc cái gì mà mình bận tâm ba cái chuyện mà buồn bực xa vời đó chi. Tới lúc mà nó bị stroke bại liệt tiêu tiểu tại chỗ, lúc mà một mình ở trong bệnh viện, một mình đi vào phòng mổ, lúc đó họ mới là vải ra quần nha. Nhưng bây giờ thì chưa đâu, giờ đã ngon lắm, ngu gì mình nghĩ đến chuyện tâm linh sao vậy chi. Cho nên chúng sinh nó chia làm hai hạng, làm ba hạng mà tôi nãy giờ mới kể hai thôi. Một là cái hạng sống chết buồn vui trong cái thế giới vật chất. Cái hạng thứ hai là sống chết buồn vui trong cái thế giới tâm linh. Đấy. Nhưng mà nó có hạng thứ ba nữa. Cái hạng thứ ba này hiếm ạ. Cái hạng này là họ chán mọi hiện hữu, dầu là trong thế giới vật chất hay là trong thế giới tâm linh, mà họ chán mà họ chán là họ làm sao ra, họ phải có hành động chứ. Đấy, chán phải có hành động chứ. Nếu may mắn mà gặp được Đức Phật ra đời, nếu may mắn mà gặp được giáo pháp của ngài, may mắn mà gặp được minh sư thiện hữu mà họ nói pháp cho mình nghe đó, thì mình tu hành để cầu pháp giải thoát. Còn nếu không á, thì cái hạng thứ ba này đó, nó cũng sẽ quay lại, nó trà trộn với hai cái hạng trước. Có nghĩa là nó mang cái chủng tử nhẹ cầu giải thoát, mang cái chủng tử tâm lý, mang cái học giống tâm lý là chán sợ hiện hữu. Nhưng mà khi nó không được nghe pháp, cho nên nó tiếp tục nó quay trở lại hai cái hạng kia. Có lúc thì nó là hạng một, có lúc nó là hạng hai, mà nó cứ trộn tới, trộn lui, trộn tới, trộn lui. Thì trong thời gian nó trộn đó, nó có cái duyên ma đi gặp một Đức Phật nào đó ra đời, thì nó tu. Mà nếu đủ duyên thì chứng thánh, nó không còn sanh tử nữa, còn không thì nó chỉ gieo duyên thôi, chỉ gieo duyên thôi. Là tiếp tục nó cũng trồi lên lặn xuống như vậy nữa. Để chừng nào nó đủ duyên lành là gặp tiếp một vị Phật khác thì lúc đó đặt thanh. Còn không nữa đó thì họ tự họ giác ngộ không cần thầy. Thì trường hợp đó hiếm lắm. Rồi đa phần đó là cái hạng thứ ba này là nó khá hơn hai hạng trước ở chỗ là nó cũng sống trong thế giới thiền định. Nó cũng có thể sống trong thế giới vật chất, nhưng mà nó biết chán sợ cái hiện hữu, mà tại vì chưa có điều kiện để nó vượt thoát thôi. Đấy, nhớ nha. Cũng giống như mình thấy cái chuyện mà đời sống thế gian đi, có nhiều người họ sợ hôn nhân lắm, họ sợ con cái lắm, nhưng mà bây giờ là do hoàn cảnh thì họ phải chấp nhận, họ vẫn phải có chồng, có vợ, có con, có cái. Thì mình nhìn vô mình tưởng họ giống như mình, không phải, thấy làm vậy đó. Chỉ có điều kiện là họ buông liền nha. Thì cái chuyện lưng hồi đi chan như vậy, mình lấy mắt mình nhìn á, thì mình thấy ai cũng quẩn quanh trong ba cõi sáu đường. Nhưng thực ra trong đó nó chia làm ba cái hạng, ba cái nhóm khác nhau. Nhóm một là cực kỳ hài lòng với thế giới vật chất. Cái thứ hai là cực kỳ hài lòng với thế giới thiền định. Và thứ ba là bất mãn, không có muốn tiếp tục hiện hữu nữa. Đây, nó có là ba hạng chúng sinh. Và tùy thuộc vào cái căn cơ, cái trình độ của mình thuộc về cái nhóm nào trong ba nhóm này, mà cái cách nhìn của mình đối với thế giới này hoàn toàn không giống nhau. Đó là nội dung của bài giảng trưa nay. Đấy, tôi mới đánh một vòng rộng như vậy đó, tôi mới túm nó lại.
Trước hết tôi phải phải phân loại chúng sinh đó, rồi gồm mấy có mấy hạng như vậy đó. À, thì tùy thuộc vào cái chuyện mình là cái nhóm nào, thuộc nhóm nào trong ba nhóm, mà cách nhìn của mình về thế giới thì khác nhau. Rồi tùy thuộc vào chuyện chúng ta có mặt trong nhóm nào mà chúng ta lại tiếp tục khác nhau theo cách sau đây. Một, có những chúng sinh trong đời này chỉ quan tâm đến cái quả thôi. À, quan tâm đến quả lành và quả lành và quả xấu thôi. À, rồi cái hạng thứ hai là quan tâm cái nhân. À, và cái hạng thứ ba đó là buông hết cả hai. À, thế nào là cái hạng là quan tâm đến quả nhân, quả nên đến cái quả lành quả xấu. Đó là những người không biết Phật pháp. Họ trốn khổ tìm vui. Họ thích may mắn mà sợ xui rủi. Đó. Họ thích khỏe, thích đẹp, thích giàu. Họ sợ nghèo, sợ bệnh, sợ xấu. Họ chỉ biết sợ nghèo, sợ bệnh, sợ xấu. À, họ chỉ biết sợ ba cái đó. Rồi họ thích khỏe, thích đẹp, thích giàu, thích quyền lực, thích tiếng tâm, thích tình cảm. Nói chung là họ thích toàn là cái quả lành không à. Nhưng mà nó có cái này. Do không biết Phật pháp cho nên họ không biết rằng cái họ thích nó chỉ là quả lành. À, mà muốn có quả lành thì phải có nhân lành chứ. À, nhưng mà họ không biết, cho nên là họ chỉ quẩn quanh trong cái gọi là quả lành, mê quả lành lắm, nhưng mà biết làm sao mà có được quả lành thì cái đó họ không bao mẹ, họ sẵn sàng đâm cha chém chú lừa thầy phản bạn miễn sao có được béo quả lành. Nhớ nha, thì đương nhiên là trong số những cái người mà đâm cha chém chú đó, ai mà có cái phước cũ kiếp trước á, thì tuy bây giờ đâm cha chém chú nhưng mà họ vẫn may mắn. Còn cái kẻ mà đâm cha chém chú mà thiếu phước xưa thì vừa ác vừa khổ. Còn cái kẻ mà đâm cha chém chú, lừa thầy phản bạn mà nó lại có phước cũ quá khứ, thì bây giờ nó ác thì ác, mà nó sướng thì cứ sướng. Đấy. Cho nên từ đó nó mới dẫn đến một cái ngộ nhận cho rằng trên đời này không có nhân quả báo ứng gì hết. Ác ở như tôi mà tôi còn vợ đẹp con ngoan, nhà lầu xe hơi, lên chức vù. Đấy. Đấy. Cho nên cái hạng đầu tiên là nó chỉ quan tâm đến cái quả lành và xấu thôi, mà nó không biết gì hết. Nhưng mà cái mà nó quan tâm theo Phật pháp thì chỉ là quả thôi, quả là giống như tôi nhớ có một cái ông quan tới hỏi vị thiền sư, tôi quên không biết ông mà tổ mà mã tổ hay là bách trưởng thì tôi quên rồi nha. Thì ông hỏi thế này: Bạch hòa thượng, con so với nhiều người đó thì con có nhiều cái cơ hội rượu thịt đàn bà lắm, cái đó là phải là cái phước của con không? Không, con có nhiều cơ hội để mà hưởng thụ rượu thịt đàn bà đó, cái đó phải là cái phước của con. Thì hòa thượng nói thế này: cái cơ hội mà có được rượu thịt đàn bà đó là cái phước của ông, nhưng mà ông từ chối mấy cái đó này, đó là cái đức của ông, mà chính cái đức nó tạo ra cái phước. Tôi rất thích câu trả lời, đúng không? Cái cơ hội để mà ông có được cái rượu thịt đàn bà đó, đó là cái phước không? Vì đâu phải là đứa nào trên đời này nó muốn cũng được đâu, phải không? Đó là cái phước không? Nhưng mà ông từ chối ba cái thứ đó thì đó là cái đức của ông, mà cái này mới quan trọng. Chính cái đức đó, nó tạo ra cái phước của ông. Hôm nay mà mình đẹp, mình giàu, mình khỏe mạnh, uy tín, tiến tâm, thì do đời trước của cái kiếp mà nó mình có làm lành, có làm lành. Nhưng mà hôm nay khi mà cái quả làm nó trổ đó, mà mình lại cắm đầu gục mặt cái trong đó để mình hưởng thụ, thì là mình lại gieo cái nhân bất thiện cho cái đời sau. Mặc dù cái đó là cái quả làm đời trước, đúng, quả làm giống như mình siêng làm lụng thì mình có tiền, cái tiền đó là cái kết quả của làm của siêng năng. Nhưng mà khi mình có tiền rồi mà mình đi bài bạc chích thúc thì lúc bây giờ cái tiền đó nó lúc bây giờ chủ gì hiểu, mà nó là cái họa nhiều hơn cái phúc, mặc dù nó đến từ cái siêng năng của mình, đúng. Nhưng mà khi có tiền rồi nó dễ hơn, đúng quý vị. Đây, các vị vào trong internet, vào trong YouTube, các vị tìm là số phận của những cái người mà trúng độc đắc bên Mỹ đó, thì xưa nay đó là 99,9% nha, 99 chưa đủ, có thêm cái 0,9% nữa. Những người mà gọi là thất học, nghèo khó, khi mà trúng độc đắc, và đang nói bên Mỹ đó,
là cuối cùng là cái kết thúc của họ đó là cực kỳ gọi là bi thảm, vì ít học rồi cái đầu nó không có làm việc ấy. Khi mà có tiền rồi đó là nó làm toàn chữ tập bảy không à, chích hút nghiện ngập rồi gái gú rồi bài bạc rồi nợ nần rồi vung tiền qua cửa sổ rồi tao lum, mà tiền núi mà chịu không nổi, xa gì ba vài chục triệu độc đắc nên cuối cùng khổ. Cho nên cái hạng chúng sinh đầu tiên ấy là nó thích quả lành lắm, nhưng mà nó không có quan tâm đến cái nhân lành. Đấy. Cái hạng thứ hai đó là biết quan tâm đến nhân lành đó, có nghĩa là nó cũng thích quả lành lắm, nhưng mà nó khôn hơn cái loại một. Cái hạng một là thích quả lành nhưng mà không biết tạo nhân lành. Còn cái hạng thứ hai là quan tâm đến nhân lành vì rất thích thú trong cái quả lành. Hạng thứ hai thì 99,9% Phật tử trong đêm của mình là thuộc về nhóm hai. Nhóm hai cũng biết bố thí, phục vụ, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền lâm hết à. Nhưng mà 99% bà con mình đó, là đều rất là quan tâm đến quả lành. Đấy. Thích đẹp, thích giàu, thích khỏe, thích sống lâu, thích quyền lực, thích tiếng tâm, thích chức vụ nha. Còn thích lắm, thích lắm à, nói gì nói miệng, nói vô ngã vô thường, rồi bù du, rồi tụng lâm hết, bỗng câu cửa sổ, nói cho nó đã vậy thôi. Bây giờ nó là trong bụng quý vị là nếu mà cho quý vị một lựa chọn à, là trở thành một hành giả tu hành tinh tấn biên mật à, mà coi như là thuộc về cái dạng là hộ nghèo bền vững à. Còn trường hợp thứ hai đó, quý vị gọi là một tháng vô một triệu đô la, Phật pháp thì lơ mơ à, không biết Phật là người Ấn hay người Tàu à. Nhưng mà có điểm tháng vô một triệu của quý vị khóa cái nào thì tôi nghĩ đó, thì hỏi ra thì ai cũng nói là tôi chọn đời sống hộ nghèo bền vững, nhưng mà là hành giả tinh tấn, tinh thâm giáo lý không, đó là nói ngoài miệng thôi. Chứ còn mà là đi theo quý vị về nhà riêng thì mới thấy các vị có một triệu rồi, quý vị có đi chùa, quý vị có vào đây nghe pháp hay không. Không phải tôi qua tôi đánh giá thấp tôi coi thường quý vị, nhưng mà cái đó là chuyện đương nhiên, chuyện tự nhiên đấy quý vị nè. Một tháng vậy kiểu cỡ cần một ngày quý vị gọi là đầu tắt mặt tối 10 cho tới 14 tiếng hồ, mà một tháng vô 1 triệu là có như gì khỏi có biết Phật pháp là gì luôn. Đây, nãy tôi mới nói là mình biết Phật người Ấn hay người Tàu mình cũng màng nữa. Đây. Cho nên là mình đa phần là mình nói tu hành chứ còn mình còn mê sanh tử gớm lắm, vì mình có cái này nè, Đức Phật này có dùng cái chữ này, nó là trong cái cuộc luân hồi cảm thọ mới xóa nhòa cảm thọ cũ. Do đó chúng sinh không có biết sợ. Cái đó là chánh văn trong kinh, cảm thọ mới xóa nhòa cảm thọ cũ. Có nghĩa là mình nhớ là cái chuyện mà lúc mình hàng vi đói nghèo mình cũng ngán. Rồi trong kinh nói mình đã từng vô số kiếp xa đọa trầm lưu, mình nghĩ mình cũng ngán. Nhưng mà cái đó giờ nó xa xôi quá rồi. Bây giờ mình đã là người có tiền, mình có điều kiện hưởng thụ sung sướng. Thì chính mấy cái điều kiện bây giờ nó xóa nhòa những cái ức cũ, cái ấn tượng cũ nó còn nữa. Chuyện quá khứ, chuyện kiếp xưa mình mới nói rồi, mà kiếp này nè à, thuở nào mình đói nghèo hàng vi không, không ăn đủ ăn không đủ mặc, bệnh không thuốc uống rồi đó, mình cũng ngán ngẩm. Nhưng mà lúc đó mình cũng còn có lòng tu hành, mình ước gì có điều kiện rồi cái mình để bà xã ở nhà vậy đó, kiếm cho bà cái tiệm tạp hóa của mình, đi lên chùa mình ngồi thiền có bát quan này đó. Nhưng mà tới lúc mà mình mà chủ một cái cơ sở cái kinh doanh một tháng mà nó vô 5-7 ngàn đô la là lúc đó là ăn rồi là cứ nhậu nhẹt tiệc tùng bài bạc gái uống, chứ mà đâu có quẩn mà chùa miễn chi, phải không? Đấy. Cho nên cái hạng thứ nhất á, là chỉ quan tâm đến cái quả lành thôi, sợ quả khổ mà thích quả lành, nhưng mà không biết làm sao, không biết cái con đường nào dẫn đến quả khổ, con đường nào dẫn đến quả lành thì không biết. Hạng thứ hai đó, tiếp tục quan tâm đến quả khổ quả lành nhưng biết làm lành lãnh dữ để có được cái sướng mà né được cái khổ. Cái hạng thứ ba đó là cái hạng này đó là biết chán sợ cả hạnh phúc lẫn đau khổ, và cái nhìn của họ đối với thiện ác nó cũng khác cái hạng thứ hai. Cái thứ hai họ coi cái thiện đó là cái con đường, cái lựa là cái lựa chọn mà họ phải theo à, để mà họ có được cái hạnh phúc mà tránh được đau khổ. Nhưng mà cái hạng thứ ba thì họ thấy là cái thiện ấy,
đồng ý nó dẫn đến quả lành thiệt, sướng thiệt. Nhưng quả lành đó nó cũng là một là nó phù du, và thứ hai nữa cái quả lành đó mà nó trổ ra cái kiếp mà không biết Phật pháp rồi, không? Thì coi như nó là cái họa nhiều hơn là cái phúc. Đấy. Còn quả khổ từ hỏi nói rồi. Đấy. Cho nên cái hạng thứ ba này vẫn tiếp tục làm lành dữ, nhưng mà để chấm dứt không còn thiện ác buồn vui nữa. Đó, nhớ nha, hạng thứ ba này nè. Rồi tôi nói là không biết bao nhiêu lần nói, tôi không biết chán luôn. Vì cái này nó rất là quan trọng. Cái ghê sợ nhất của phàm phu là gì? Là hài lòng với cái môi trường sống hiện tại của mình. Cái này cái dễ sợ lắm. Mình là một con heo thì mình chỉ thấy rằng là cái nồi cám là tất cả. Mình là con dồi thì mình chỉ thấy cái đống phân, thấy cái xác thú là tất cả. Mình là con trùng chỉ, mình thấy cái ống, cái cống rộng là tất cả. Mình là con bướm, con sâu, con ong, con kiến thì mình thấy cái thế giới hoa lá là tất cả. Mình là một cái người nhà nghèo, nông thôn, sình lầy nước động. Mình là một cái người bộ lạc, thiểu số trong rừng sâu, cao nguyên. Thì đối với mình, chung quanh đó là tất cả. Đấy. Rồi mình là một người ở phố, một đại gia trong nước, ở ngoài nước. Mình là một người ăn học, tốt nghiệp như đại học danh tiếng. Thì đối với mình, cái đó là tất cả. Mà nếu mình hôm nay mà mình may mắn á, mình may mắn. Mình ở nước ngoài, mình có bằng cấp, có học vị, mình có thu nhập cao. Nếu mà mình may mắn thì mình thấy đó là tất cả. Mình là một bác sĩ ở Sydney, mình thấy là vậy là đủ rồi. Có phòng mạch, có thu nhập, có vợ, có con, rồi được sống nước ngoài, muốn đi đâu đó đi, mình thấy đó là tất cả. Nhưng mà mình quên một chuyện rất là quan trọng, đó là mình sống được bao lâu. Và nếu mình cứ cắm đầu, mình vừa ý hài lòng với cái bác sĩ Sydney của mình ấy, mai này mà mình tắt thở rồi mình đi về đâu, phần đó mình đi. Đó, mình cứ gục mặt ở trong cái đó. Mình là một chủ tiệm nail ở Mỹ, chủ nhà hàng ở Pháp, mình thấy là tất cả. Nhưng mà mình quên một chuyện rằng trong cái nhìn của thánh nhân thì chủ cái tiệm nail ở Mỹ, cái nhà hàng ở Pháp và cái phòng mạch ở Úc chỉ là đóng thân thôi. Là vì sao? Là vì khi mà các vị ở trên một cái cảnh giới cao hơn, sống lâu hơn, không còn cái hình hài mà nóng lạnh mỏi nhức đổi khác tiêu tiểu hôi hám này nữa đó. Thì các vị mới thấy cái cảnh giới của mình nó ê chề lắm, ê chề lắm. Hôm cách đây hai bữa tôi đi về Đức, tôi ngủ xe nó buồn ngủ quá đi, mà lúc tôi ngủ tôi không có cần gối, tôi ngủ quẹo qua bên này cầm cái phone lên mà ngủ quên. Nó đau tới bữa nay mà không biết bây giờ tôi ngước lên về ngước được. Đau lắm. Lúc tôi mới nghĩ đến bụng mình đó. Cái này đúng là trong kinh đó mình có bị hai cái nhà tù. Nhà tù vật chất và nhà tù tâm linh. Nhà tù tinh thần. Nhà tù tinh thần tức là mình bị nhốt ở trong cái mình thích, cái mình ghét. Mình bị hai cái đó nó đầy. Còn bị nhốt trong cái hình hài sinh học có nghĩa là mình chán cái này lắm. Tôi nói nếu bây giờ mà bấm nút mà đổi xác rồi tôi đổi liền. Nó xấu mà nó già mà nó bệnh mà nó bất tỉnh quá đi. Mà bây giờ tôi phải ráng tôi cổng nó mà không biết cổng bao lâu mà nó cái này mới là trớ trêu sợ chết. Cái đó mới là cái tang thương. Nó như con dầu vậy đó mà mình sợ chết. Mà để gì để tiếp tục sống với nó mà chính mình sợ nó còn hơn cái gì nữa. Vì có nó mà đi bị trợt, bị sưng, bị bong gân, bị gãy xương. Vì có nó mà bị tiêu chảy, nhức đầu, chóng mặt, đau ruột, đau thận, đau gan, bao tử, bị Covid. Đấy. Vì có nó mà đủ thứ hết. Nhưng mà có một điều do cái u mê phàm phu. Sợ là sợ vậy nhưng vẫn sợ chết. Chán thân này mà vẫn sợ chết. Ghê như vậy. Mình là một con dồi mà mình sợ xa cái động phân. Vì hai lý do. Một, mình không biết mình là con dồi và mình không biết rằng này. Cái thế giới mà là động phân, đó là cái thứ nhất. Cái sợ thứ hai của con dồi đó là bây giờ nếu mà nó còn là một con dồi biết chuyện đó, thì nó bỏ động phân để nó đi sống ở đâu? Vì nó là con dồi thì nó phải sống trong cái môi trường của con dồi chứ. Đấy. Cho nên cái hạng thứ nhất là con dồi mà nó không biết nó là dồi, nó không biết cái thế giới nó là động phân này, đó là cái hạng quá tệ. Là cái hạng thứ hai đó, nó biết nó là dồi, nó biết cái thế giới đó là động phân, nhưng mà giờ nó đi đâu?
nó đi đâu đây, thế là nó tiếp tục nó lặng ngập ở trong đó, lặng ngập trong đó. Đấy, thì tôi quay trở lại cái vấn đề nhân quả, tùy thuộc vào cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta có biết được rằng cái hiện hữu của mình ấy, nó là một cái chuỗi dài của nhân và quả, trong đó nó gồm có thiện ác. Thiện ác, và tùy vào cái căn cơ của mình thấy được chuyện đó hay không. Và cái này mới vô sâu nữa, tùy thuộc vào căn cơ của mình mà cái mặc định của mình, cái mặc định của mình, cái convention của mình về thiện ác khác nhau. Có người đó, họ hiểu cái chữ ác mà là như vậy nè, là khi nào mình đâm cha chém chú, đâu đốt nhà cướp của giết người thì cái đó mà là lại. Rồi khá hơn một chút, mình nói mình làm cái gì mà làm cho người ta phiền đó thì cái đó mà lại. Nhưng mà theo trong cái Phật pháp rốt ráo đó, không cần phải động tay động chân, không và cần phải mở mồm buộc miệng để nói ra cái gì làm khổ người khác mới gọi là ác. Mà khi trong lòng mà có cái bất mãn và tham thích cái gì đó, nó đã là bất thiện rồi. Tại vì trong tiếng Việt mình cái chữ ác đó, mình hiểu nó hạn chế lắm. Trong khi đó cái chữ papa, cái chữ akusala trong kinh Phật cái nghĩa rộng lắm. Cái gì mà nó không phải thiện thì cái đó được gọi là bất thiện, nó là ác. Là cái gì mà nó đi ngược lại từ bi trí tuệ tham nhẫn thiền định chánh niệm thì cái đó gọi là bất thiện, là ác. Này, nhớ nha. Và nên nhớ cái thiện ác đây nó không phải là vấn đề tôn giáo, nó không hề là vấn đề đạo đức, nhớ cái này. Mà nó thuần túy là một vấn đề khoa học. Là sao ta? Là sao ta? Quý vị muốn ăn mía thì các vị sử dụng cái miệng của mình, cái môi của mình, cái răng của mình nó như thế nào. Và khi các vị muốn cắn hột dưa thì cũng cái môi đó, cũng cái răng đó mà các vị làm việc khác, đúng không? Cũng cái miệng của mình thôi. Mà khi mình ăn mía mà mình cắn hột dưa, nó hoàn toàn khác nhau. Cũng răng đó, cũng môi đó, nhưng mà vì hai cái món đó nó hoàn toàn khác nhau, cho nên là mình phải làm việc, cũng dùng răng, cũng dùng môi đó, nhưng mà làm việc với mía và với hột dưa nó khác nhau. Mà hãy đúng cách đó, thì mình mới ăn mía được. Không thể dùng cách ăn hột dưa để mà ăn mía, không thể dùng cách ăn mía để mà ăn hột dưa. Đó, nhớ nha, đó là vấn đề khoa học, đó là vấn đề kỹ thuật. Ở đây không có vấn đề đạo đức gì đây hết, mà nó thuần túy là vấn đề kỹ thuật nha. Muốn ăn mía thì phải dùng môi và răng theo cái cách thích hợp để ăn mía. Muốn ăn hột dưa thì phải dùng cái cách, phải dùng cái môi và răng theo cái cách thích hợp để ăn hột dưa nha. Đây là vấn đề kỹ thuật thôi, không có đạo đức, không có tôn giáo tâm linh gì đây hết. Ở đây cũng vậy, khi anh sống bằng cái tâm tham sân si, không ganh tị bụng xỉn, thì tự nhiên là cái hậu quả của những cái thứ tâm lý đó, nó sẽ tạo ra những cái mà người ta gọi là đau khổ. Bởi vì sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Là vì khi anh sống bằng tham sân si, ganh tị bụng xỉn, tị hiềm, nhỏ mọn, tiểu tâm, thì những khi anh sống bằng cái đó là anh đang gieo cái hậu khổ qua, hậu ớt, hậu mắt mèo nha. Cái chuyện rất là khoa học. Anh gieo hậu mắt mèo thì tự nhiên nó sẽ ra mắt mèo. Bây giờ anh trồng sầu riêng măng cục bồng bon chôm chôm thì nó sẽ ra sầu riêng măng cục bồng bon chôm chôm cho anh nha. Anh trồng cái gì ra cái đó. Ở đây không hề có cái gì là đạo đức, không hề có tôn giáo, và không phải là cái đó là do Phật bài ra. Tức là trước khi Đức Phật ra đời đó, là cái trong vô lượng kiếp về trước và vô lượng kiếp sau này, thì thế giới này nó vận hành, nó có trật tự như vậy, nó có nguyên tắc như vậy. Hễ mà cái ớt trồng xuống thì nó ra cái ớt, không thể nào trời gieo một ớt mà ra cây sầu riêng vậy, nó không có nha. Cho nên tùy thuộc vào cái trình độ khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà cái mặc định của chúng ta về cái ác không giống nhau. Đấy, trong kinh gọi là ác thô và ác tế đó. Ác nó gọi cái nghề, cái phiền não đó, hay là cái ác nghiệp, nó còn có ba. Một đó gọi là vi tích cái kilesa. Mà thôi bây giờ chúng tôi bỏ chữ kilesa, kilesa là phiền não, bây giờ tôi bỏ, chúng tôi chỉ lấy cái chữ đầu thôi. Bây giờ chúng tôi xài chữ ác nghiệp đi. Vi tích cái mát
hợp một là vì các bạn là những cái ác nghiệp nào mà mình làm bằng tay chân bằng mềm mồm bằng miệng của mình thì cái đó gọi là cái ác nghiệp gọi là thô nhất. Cái ác nghiệp thứ hai là những cái tham sân si nào mình chỉ diễn ở trong đầu của mình, nó chưa có ra tay chân, nó chưa ra mồm miệng mà nó chỉ mới trong đầu mình thôi, nó mới hình thành trong đầu mình thôi, trong những suy nghĩ, những tư tưởng thôi, thì nó được gọi là cái ác nghiệp mà té. Cái thứ ba mới ghê, cái thứ hai nhất gọi là vitikama, thứ hai gọi là pariyutthana, cái thứ ba mới ghê, cái thứ ba là anusya, có nghĩa là cái ác nghiệp tiềm tàng, ác nghiệp khả năng, thì trong râm hiểu chữ khả năng possibility là sao ta, có nghĩa là ngay bây giờ nó không có, nhưng mà cái khả năng để mà nó xuất hiện đó, thì cực lớn. Ví dụ quý vị đang ngồi rung rung, quý vị lắng tai như nghe pháp, cái lòng như là lòng lành, các vị thì như một mực nghĩ tới Phật, tới pháp, tới tu hành, tới giải thoát, tới niết bàn, tụ lâm hết, thấy quý vị rất là dễ thương, thấy bồ đề. Nhưng mà chỉ cần là có một cái thử thách nhỏ, từ bồ đề nó chuyển qua ba đậu, có một sợi tóc, tụi quý vị biết không? Tôi khổ vô cái rung rung, tôi biết cái ba đậu không ta? Khổ quá. cái ba đậu á, cái lá này cũng hao hao như lá bồ đề đó, mà nó gai thông, mà cái trái của nó, cái lá của nó, các vị biết cái hồ nước của mình, hồ nước mưa đó mà mình nó cái bị bỏ trái bỏ lá vô đó là coi như nghe luôn, mà đọc vậy đó. Cái ba đậu thì mình bây giờ là đang là bồ đề, mình ngồi theo cái dáng vẻ bồ đề, nhưng mà từ bồ đề qua bắt đầu rất là mau nha, cái bắt đầu rất là mau rồi, thì cái phiền não mà trong cái dạng khả năng đó nó được gọi là phiền não gọi là tiềm tàng, đó là gọi là cái ác nghiệp khả năng đó. Khả năng đó. Tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta có cái nhận thức về cái ác và cái thiện không nhầm nhau. Nãy giờ tôi nói cái ác, bây giờ tôi nói một cái thiện. Có nhiều người họ tưởng thiện cái này nghĩa là phải làm cái gì đó bằng tay chân miệng mồm thì mới gọi là thiện, phải tụng kinh, phải thuyết pháp mới gọi là thiện, phải bố thí, phải phục vụ tay chân mới là thiện. Mà quên một chuyện, cái lòng lành nó cũng là thiện đó quý vị. Cứ lên Facebook hoặc là cứ phone đâu này được kia, chị nhớ gì là phước đâu chị kêu em Ấn Độ đi kia, Ấn Độ kêu em hết Covid đi Miến Điện kêu em Hùng Phước Vĩnh Nghi chùa nào chị kêu em, mình quên một chuyện rằng cái đó mới là cái thiện nghiệp loại một thôi, có nghĩa là thiện nghiệp mà ta nhìn vô ta thấy. Nhưng mà nó có cái loại thiện nghiệp thứ hai đó, nó là cái nền của loại một. Thiện nghiệp thứ hai nó là cái nền của loại một, có nghĩa là cái lòng lành của mình, cái lòng lành của mình, cái khả năng mà từ bi, khả năng chánh niệm, khả năng tàm quý đức tin thiền định trí tuệ, thì cái đó cái tâm lành, cái lòng lành đó, mỗi ngày mình có quan tâm để trau dồi nó, bởi vì nó là cái nền của thiện một. Cái thiện loại một là cái thiện mà làm là người ta thấy đó, tụng kinh nè, thuyết pháp nè, chùi cầu rửa chén nè, giúp đỡ người già người bệnh người nghèo khó neo đơn cơ nhở nè, hành hương rồi giữ khóa thiền nè, đó là mấy cái thiện mà người ta thấy. Nhưng mà đó, cái thiện thứ hai mà mình không quan tâm là đừng hòng có cái thiện thứ nhất. Mà nếu mà cái thiện thứ hai mà mình không quan tâm đó, thì cái thiện thứ nhất nếu mà có là nó có để chụp hình quay phim thôi. Có rất nhiều người đó thì coi như tốn biết là bao nhiêu tiền để làm phước, đúc tượng, đúc chuông, rồi in kinh, rồi cúng dường tặng ni, tụi lâm ta là xây chùa, xây miễu. Nhưng mà họ không có chịu nhớ rằng những cái đó nó phải được thiết lập trên một thiết lập và xuất phát từ một cái tâm lành sẵn có và hùng mạnh mỗi ngày, thì cái công đức đương nhiên lớn. Còn đằng này mình cứ cắm đầu cắm cổ mình đi làm, rồi tới hồi có tiền nhiều đó, có ai rủ cả nhà đi làm phước mà cái lòng lành chưa có sẵn, lúc đó toàn là háo danh thôi. Một là làm để cho người ta biết, người ta khen, người ta nể. Còn hai nữa là lỡ khấn khứa, con ăn nên làm ra thì con sẽ cúng dường để mà còn tạ ơn bề trên đó. Hoặc là khá hơn chút là con muốn thí để đời sau sinh ra tiếp tục con giàu như bây giờ nữa, như vậy.
nhưng mà họ không hề quan tâm đến cái thiện thứ, cái thiện thứ hai mới ghê, đó là cái lòng lành mỗi ngày. Cái lòng lành mỗi ngày, và tôi đã nói không biết là bao nhiêu ngàn triệu lần, đó là một người thường xuyên mà sống với tâm lành. Tâm lành đây nó nghĩa nó rộng lắm, là cái khả năng bao dung tha thứ, khả năng yêu thương, khả năng chánh niệm, khả năng trí tuệ, khả năng cảm nhận nha. Thì người mà có những khả năng này là khi họ niệm Phật, họ lạy Phật, hoặc là khi họ cúng dường, họ bố thí phục vụ, cái phước nó hơn cái người mà là bình thường ở Trung Quốc. Bình thường cứ lo đi quần quật làm ăn kiếm tiền, tới lúc mà đụng chuyện móc bạc tỷ ra cúng, thấy tỷ thì tiền tỷ thì mình tưởng nó lớn, nhưng mà thật ra bình thường không trau dồi đời sống nội tâm, không trau dồi cái trí này nó gồm có văn tư tu đó, nó gồm có kiến thức giáo lý và khả năng suy tư giáo lý đó. À, người mà không có những cái thiện pháp như là từ bi trí tuệ thì mình kiểu như tôi mới vừa nói đó, thì khi mà họ làm phước, cái phước họ chỉ bằng một phần ngàn của cái người kia. Tôi đã nói cho người nghe bị giật mình không, về cái cấm đầu đi kiếm tiền không, cứ le lưỡi đi đếm tiền rồi mới thấy ổn. Mình làm quần quật mà mọc lăn ra chết thì con nó hưởng, mà con mình là con gái thì đem về nó nuôi chồng, mà con trai thì nó nuôi vợ rồi đã không, còn mình lăn đùng nên mình chết ngay. Mà trong khi cái quan trọng nhất là mình phải có kiến thức giáo lý, phải có thực tập giáo lý đó. Thì khi mà họ làm phước công đức, gặp ngang lên cái người mình thiếu hạt, phải có giáo lý và phải có thực tập. Thực tập hành trì, thực tập đây là gì, là chánh niệm, là từ tâm, phải có thực tập. Thì người có thực tập họ cúng một đồng phước nó gấp ngang lên cái người cúng một tỷ mà không có thực tập, không có kiến thức giáo lý. Kiến thức giáo lý quan trọng lắm, bởi vì các vị không có kiến thức giáo lý đó, một là dễ bị người ta dụ làm phước á, thì thôi kệ, cứ mình cứ cho cái vụ đó là tốt đi. Nhưng nó có cái nguyên thứ hai, khi mà không có kiến thức giáo lý, mình không có chủ kiến, không có lập trường, ít bữa mình quăng bạc tỷ ra rồi ít bữa sau mình nghe thị phi đó, bắt đầu mình bực, mình tiếc của. Mà kinh nói rất rõ, cho mà tiếc đời sau có hưởng được, đau đau chỗ đó, đau lắm. Bởi vì mình không có xài cái này, cái này chỉ để đổi nón thôi, cái này chỉ để đổi nón thôi, trong cái gì để suy tư. Cho nên tới lúc quăng bạc tỷ ra, lúc đó cũng tạm cho hào hứng lắm, hào hứng phấn khởi không. Nhưng mà tới mình một bữa sau, hai bữa sau mà nghe thị phi rồi đó không, thị phi về cái đối tượng đó, về ngôi chùa đó, là bắt đầu mình dội. Mà khi mình dội rồi đó là mình tiếc của đấy. Mà khi mình tiếc đó là làm nó làm cho nó dẫn tới một cái bi kịch đời sau sinh ra, là giàu là có dạng hưởng được. Một khi đã trao ra rồi thì người ta có là con chó đi nữa mình cũng không có nên tiếc. Thì ai mình cao hứng mình cho thì cứ để chuyện quá khứ là quá khứ nha. Nhưng mà bữa nay mình tiếc là mình bậy, bởi vì mình chỉ cần có cái lòng tiếc thôi. Đời sau sinh ra giàu là cứ giàu mình sản được. Mà trường hợp này tôi thấy nhiều lắm, bởi vì nhiều lắm, cả đời quần quật làm trâu làm bò, cày bừa một nắng hai sương, không dám xài, mà cuối đời chết để lại cho con hết, Thì trong rừng có nhiều người sẽ nói của con tôi để đúng, nhưng mà nó vấn đề lúc quý vị bình sinh đương đời quý vị không dám xài. Đấy. Mà mình không dám xài thì mình còn xài cho ai? Đấy. Nhớ nha. Cho nên cái ác nó có ba cái trường hợp. Một là cái ác mà gọi là vi tích cái ác mà ai nhìn cũng thấy. Cái ác thứ hai là chỉ một mình biết thôi, tức là những cái suy nghĩ bất thiện. Rồi cái ác thứ ba là ác khả năng. Cái ác này là chỉ có thánh nhân mới trừ được thôi nha. Rồi về cái thiện cũng có ba. Cái thiện thứ nhất á, là cái thiện mà ai nhìn vô cũng thấy. Được. Cái thiện thứ hai là chính mình biết, cái lòng lắm mình. Rồi cái thiện thứ ba là thiện khả năng. Cái thiện khả năng này đó là khi nào đặt A-la-hán mới hát. Thì trong râm thế này cũng có người giật mình, ủa A-la-hán trừ ác rồi, đúng rồi, mà trừ luôn cái thiện của ta. Đúng. Người không học giáo lý không có biết cái chuyện này nha. Mình không học giáo lý đó, thì một là mình không biết thiện ác là gì hết. Rồi tới học ba mớ đó, là mình thấy cái thiện nó hay gì hơn ác, mình thấy nó là của quý báu vật. Nhưng tới mình học đạo thêm cái nữa, mình thấy rằng tại sao là A-la-hán không còn thiện ác, bởi vì hãy còn thiện là còn có chỗ đi, còn ác là còn có chỗ đi, mà hãy còn có chỗ đi là còn luân hồi sanh tử. Nhớ nha. Nhớ chỗ này rất quan trọng. Cho nên tôi nhắc lại, tùy thuộc vào căn cơ của mỗi người mà chúng ta có quan tâm đến cái thiện ác
để mà lấy nó làm cái định mức hành động và sống hay không. Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, tùy thuộc vào cái huệ căn của mình, mà cái thiện ác của mình á, mình mặc định ở cái mức độ nào, như thế nào mới gọi là ác, như thế nào mới gọi là thiện. Sẽ có một ngày nếu mà các vị làm giả đi niệm xứ, đang đi trong chánh niệm, biết rõ đang đi, đang ngồi, biết đang ngồi uống nước, nó chỉ cần một thoáng suy nghĩ, bước thoáng qua thôi, biết liền đây là gánh tiền, biết liền. Mình đến cái mức đó đó mình lại khác. Cái mục đích cao nhất của chúng ta là như vậy đó. Tức là có một ngày ngồi yên thế này mà nó thoáng qua, điều đó là tâm tham, đó là tham ái, cội nguồn của khổ. Một cái suy nghĩ thoáng qua, biết đây là bụng sinh. Một cội nguồn, một cái tâm trạng thoáng qua, biết đây là bất thiện, biết liền. Cái đó tu cái đó là cái mà tôi mong mỏi quý vị tới mức đó. Và đương nhiên là trong rung này có nhiều người nghe cái này thấy sao nó cao siêu quá, tôi có vợ có chồng có con có gái có nhà có cửa, mà bây giờ bắt tôi với tu cái đó thì ngán quá. Nhưng mà thưa với các vị là người làm ăn, các vị biết vốn làm sao thì lãi như vậy không? Mình trao ra cái gì thì mình sẽ nhận lại cái tương ứng. Các vị chỉ biết tu ở ngoài cái lớp vỏ đó thôi. Không, thì cái gì được mai mốt chỉ là cái vỏ ngoài. Biết tu ở trong ruột thì mai mốt cái mình được nó sẽ được trong ruột. Nhiều lúc tôi nói, các vị tưởng tôi nói đùa, tu cái gì á thì đắt cái đó. Tu miệng thì nó đắt ở miệng thôi, sen mà ở trên môi. Tôi ngồi thiền mà cái đầu nó nghĩ tùm lum á, là mình chỉ là tu mông cổ thôi. Tu cái cổ cho thẳng, cái mông cho vững thôi. Tu gì đắt cái đó. Chỉ có tu cái này nè thì nó mới đắt cái này, đắt thánh bằng cái đầu, đắt thánh bằng cái tâm linh, bằng cái tinh thần, bằng cái tâm, tâm thức này. Còn mà mình thì sống thiện mà bằng hình thức thì cái quả lành được nó cũng trên hình thức. Nhớ cái đó nha, nhớ cái đó. Trong vô số kiếp sinh tử luân hồi quá khứ, mình đã có nhiều kiếp mình cũng bố thí, mình cũng ngồi thiền, nhưng mà tại sao hôm nay mình còn ở đây? Là bởi vì mấy cái việc thiện đó mình làm ngoài vỏ thôi, làm ngoài da, còn mình tu toàn tu ngoài da không à. Mình bố thí thì mình mong mình giàu, mình giúp người thì mình mong mình khỏe, mình đẹp. Đấy. Học đạo mình mong mình sẽ ra mình thông minh, mình học giỏi, có bằng cấp. Chứ mình chớ hề mình nghĩ đến chuyện cầu đạo giải thoát. Cho nên hôm nay này mình mới còn ngồi lũ khổ để chịu khổ thấu trời mà này. Đấy. Nói chuyện mình nó còn đau đau lắm, bây giờ ngước lên không được. Giảng xong tôi phải vô tu tập. Đau lắm. Hồi nãy tôi đi học như đây này, cô giáo tôi có bài, có bài làm như này. Đã lúc đau mà đã. Đau quá. Ok. Cái này sư làm vậy nè sư à. Sư làm vậy nè. Đó, vậy đó. Rồi để lát làm, bây giờ mà tôi làm cái ông cái lớn rồi luôn. Ok rồi. Rồi ok ok. Bây giờ cái chuyện này mới là chuyện quan trọng. Tôi muốn nói bà con nghe, tôi nói chuyện nhân quả. Bây giờ tôi mới nói cái chuyện này nè. Nhân quả có ba cái trường hợp, không phải có ba trường hợp mà có ba cái mối quan hệ sau đây. Có ba cái mối quan hệ nhân quả sau đây mà bà con nào đang nghe đó, móc cái viết ra, còn không là móc cái smartphone ra, bấm 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 lấy nó nha. Quan trọng lắm. Sau đây là ba cái mối quan hệ nhân quả mà bà con khi mà đã thờ Phật trên đầu là bắt buộc phải thuộc lòng ba cái này. Một, là cái mối quan hệ nhân với quả. Cái này trong rừng này cũng biết rồi à. Có nghĩa là do tôi làm ác, sống ác, làm ác, sống ác, nói ác, nghĩ ác, cho nên đời sau tôi sinh ra là tôi phải bị khổ thân, khổ tâm, đúng không? Khổ về tinh thần lẫn vật chất. Đấy. Khổ tinh thần lẫn thể xác. Đó, rồi. Cái đó gọi là, hoặc là bây giờ tôi sống thiện, hành thiện bằng thân, bằng khẩu, phải không? Bằng tâm, bằng xác, thì đời sau sinh ra tôi sung sướng, vui vẻ cả hồn lẫn xác, đúng không? Thì đó gọi là quan hệ nhân và quả. Nhưng mà có hai cái sao đó là đa phần Phật tử không biết. Đa phần là Phật tử nó không biết thì cũng oan, nhưng mà họ nói ra thì biết, còn mà không nói là xù luôn. Ê, nhớ nha, có ba mối quan hệ nhân quả. Cái mối quan hệ thứ nhất là nhân và quả. Giờ nhân nào rồi quả nấy, cái này ai cũng biết rồi, nhưng mà hai cái mối quan hệ sao biết ghê này. Mối quan hệ đầu tiên là nhân quả, mối quan hệ thứ hai là nhân và nhân.
Đó là sao? Khi mà mình sống quá nhiều với cái nhân bất thiện, tham sân si, thì đời sau sanh ra đó, cái cơ hội tham sân si nó sẽ lớn vô cùng. Trong Trung có hiểu và có tin cái chuyện này không? Khi mà mình gọi theo trong cái bộ Bát Thanh Á gọi là Bakatu Panisiyat, Panisiyat có nghĩa là cái thường cận y. Có nghĩa là khi bà con có ba mối quan hệ nhân quả, mối quan hệ nhất là nhân dẫn đến quả, đúng rồi, cái này ai cũng hiểu rồi, phải không? Nhưng mà cái thứ hai là nhân tạo ra, nhân phải tạo ra mà là dẫn đến nha. Quan hệ nhân quả nó có hai trường hợp, tạo ra và dẫn đến. Thì cái trường hợp mà trường hợp một á, quan hệ nhân quả, nhân nó tạo ra quả, nhưng mà trường hợp thứ hai này nè là nhân dẫn đến nhân. Đấy là sao? Là khi mà các vị sống nhiều với tâm bất thiện thì đời sẽ không cần đời sau, ngay trong kiếp này nè. Thí dụ như trong tuần lễ này đi, tuần lễ này tôi bực mình quá, bực mình đi. Là chính cái bực mình này sẽ dễ dẫn đến cái bực mình khác lắm. Đây, nhớ nha. Và khi tôi sống nhiều với cái lòng là đam mê hưởng thụ, bài bạc, nhậu nhẹt, gái gú, hưởng mua sắm, không, đi đứng. Thì khi mà tôi sống nhiều với cái tâm bất thiện này, thì nó sẽ là cái điều kiện để nó dẫn đến những cái bất thiện sao. Đó. Các vị còn nhớ tam chướng không? À, văn nát, phải nói có tiếng Bali trong những cái việc nghĩ là tôi ché ra, khổ vậy đó. Đang tra trong Google nha. Avarana, chữ ná trong dưới. Có ba chướng. Cái chướng thứ nhất gọi là quả chướng, tức là do cái nghiệp đời trước, bây giờ mình phải sinh ra mình đầu thai làm con chó, con heo là coi như xong luôn, đừng có hòng mà đắc đạo, đắc thiền, tu hành, nghe pháp gì hết. Cái đó gọi là quả chướng, tức là do quả xấu mà đời này mình không làm ăn được hết. Cái thứ hai là nghiệp chướng, có nghĩa là ngay đời này nè mà mình đã lỡ tạo một cái tội ác tày trời rồi đó, rồi xong luôn, cái đầu của mình nó bị hư, nó bị đơ luôn, mình biết không? Người ngoài đời chắc không hiểu, mà trong đạo là có nói tỳ kheo phạm trọng giới, người đời phạm trọng nghiệp, là coi như thiền định đạo quả là impossible, nhiệm vụ bất khả thi. Impossible mission, nhiệm vụ bất khả thi. Cái nghiệp, cái lần gọi là nghiệp chứ, nhớ nha. Trọng giới và trọng nghiệp mắc vào thì con đường thiền định đạo quả đừng hòng đồng tới, và kể cả cái chuyện mà gọi là hộ niệm cận tử cũng rất khó, rất khó. Cái trọng giới và trọng nghiệp mắc vào rồi thì cái chuyện mà thiền định đạo quả khó đắc là đúng rồi, nhưng mà nghe cái chuyện mà hộ niệm cận tử rất khó, khó lắm. Bởi vì lúc đó là thú tướng, nghiệp tướng nó sẽ xuất hiện. Thú tướng là nghiệp tướng là gì? Nghiệp tướng nghĩa là mình sẽ ôm, mình sẽ trạo lại cái chuyện mà mình đã làm thuở bình sinh. Thứ hai gọi là thú tướng, có nghĩa là mình thấy được những cái hình ảnh mà nó báo trước cái chỗ đi chốn về của mình trong vài giây tiếp theo sau đó. Đấy, ví dụ như mình thấy lửa cháy quần vần quần tanh nôi, rồi tiếng gào thét, rồi đó là cái điềm báo đi vào địa ngục. Mình nhìn thấy gọi là mồ quan mở mã lạng, gền thác quan vu lạnh lẽo hiu quạnh, thì đó là cái điềm báo sanh vào cái giới ngạ quỷ. Nhìn thấy gọi là tàu ngựa máng heo chuồng củi lồng chậu, đó là cái điềm báo sanh vào cái thế giới xuất sinh bàn sinh. Nhìn thấy gọi là phố xa nhà cửa nam nữ có người sinh hoạt qua lại, đó là cảnh giới lượng người. Đấy, thì khi mà mình gọi là có cái một cái trọng nghiệp nào đó trong đời, được bao gồm cả trường hợp vi phạm trọng giới, thì cái chuyện mà đắc đạo đắc quả đã khó, và ngay cả cái chuyện hộ niệm cận tử cũng rất khó, rất rất khó. Này, nhớ nha, người đó gọi là nghiệp chứ. Còn trường hợp thứ ba gọi là phiền não chứ, có nghĩa là khi mình sống quá nhiều với một thứ việc nào thì cái chuyện mà đắc đạo đắc quả, đắc thiền đắc đạo rất là khó. Thí dụ như tôi nói không biết bao nhiêu ngàn lần, có những người bẩm sinh của họ bị cái tánh ganh tị nặng quá, thì tánh ganh tị nặng lắm. Có người thì bị cái tánh gọi là bủn xỉn nặng lắm, có người thì họ đa cảm đa tình nặng lắm, có người thì cái nóng tánh nó nặng lắm, có người mê tiền mê danh mê quyền nặng lắm. Đấy, thì đó gọi là phiền não chứ. Có nghĩa là họ gặp minh sư thiện hữu cỡ nào đi nữa, mà chỉ cần mà
họ nghe cái mùi tâm tanh của cái mà họ thích là cái gì, họ không có tu vậy được, thì đó được gọi là phiền não trước. Đấy, nhớ nha, phiền não trước. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, tôi nói có nhiều người vô tới thiền viện là chỉ bị tu cũng tiến bộ lắm nha, có tiến bộ, có dấu hiệu lắm đó nha, có dấu hiệu cả quan hứa hẹn lắm á, nhưng mà vì cái đánh ganh tị, đánh ganh tị, ngồi không nổi, chịu không nổi, ghét thì hành giả này, ghét hành giả kia, gọi là tánh bụng sỉnh. Bụng sỉnh, nhớ là một cái món tiền mà mình tiêu hao ngoài ý muốn ngồi thiền nổi, do tánh bụng sỉnh. À, rồi có người đó thì do ham quen sống tiện nghi đấy, cho nên bây giờ vào trong đó thèm này nhớ kia tiếc cái nọ, tất cả đều là phiền não trước hết, nhớ nha. Rất quan trọng. Thì như vậy có một ba cái mối quan hệ, cái ba mối quan hệ nhân quả. Mối quan hệ nhất là nhân với quả là ai cũng hiểu rồi, đó là mối quan hệ nhất là nhân tạo ra quả. Cái mối quan hệ thứ hai đó gọi là nhân dẫn đến nhân, có nghĩa là sao, khi mình sống nhiều với cái thiện đó thì sau này đó mình sống thiện là nó dễ lắm. Mình sống nhiều với cái bất thiện ấy, thì sau này mình cũng quay lại với cái bất thiện dễ lắm. Khiếp lắm, khiếp lắm, phải học kỹ cái chỗ này nha. Bây giờ mà ăn rồi mà cứ le lưỡi đem tiền ăn rồi mà chỉ biết lo nhà cửa chồng con vợ con, ví dụ vậy, mà không lo đến đời sống tâm linh tinh thần. Rồi cứ lâu lâu mình vô mình gặp mấy thầy mà mấy thầy cái thuyết pháp kiểu mà thuyết pháp thương mại á, tôi không có ý bài xích nha, tôi xin nói rõ, tôi không có bài xích, nhưng mà tôi tạm gọi cái kiểu thuyết pháp thương mại là nói cho người ta vui đó. Hãy gặp mấy bà già ông cụ là mình móc chữ hiếu ra, móc chữ hiếu ra là ông bà khoái. Mà Việt Nam mình, trong xã hội Việt Nam á, ông cụ bà cụ mà khoái mình là mình khỏe rồi, tại vì ông bà nắm nguyên một cái sư đoàn con cháu ở nhà đó. Còn không nữa thì gặp vợ chồng trẻ là mình móc cái vấn đề mà gia đạo ra. À, móc cái gia đạo ra mình giảng đạo vợ chồng rồi tụi lâm hết. Mà thấy thằng chồng nào mà bậm trợn thì mình móc ra cái vụ phu sứ phụ tùy. À, chồng chúa vợ tôi đó, mình ra mình không có nói rõ vậy, nhưng mà mình ngầm ngầm mình tán thán cái chuyện vợ rồi phải phục tùng, rồi nói thằng chồng nó khoái. Rồi hỏi gặp vợ không thì mình lại nói chuyện khác. Mình đem chuyện chăm sóc con cái, mình nói là bây giờ cứ làm tròn trách nhiệm vợ chồng là mẹ cha, là mình đã tu rồi, chứ ở nhà chỉ có cái bàn Phật, rồi sáng quýnh cái beng cắm ba cái nhang đi làm hốt bạc, rồi chiều quýnh cái beng cắm ba cái nhang, vậy là bà con đã tu rồi, không ráng lo cho ba má làm tròn hiếu đạo, vậy đã tu rồi. Thì tôi gọi kiểu đối pháp đó là cái kiểu đối pháp thương mại. Đấy, nói thương mại chứ thực ra cái mà mình phải đặc biệt quan tâm một cách rốt ráo đó chính là cái đời sống tâm linh của mình mỗi ngày là cái gì. Chứ mình đừng có tự lừa dối mình cứ tưởng mình là một người vợ hiền vậy là tu rồi, chẳng qua đó là cái loại pháp thoại thương mại thôi. Mình tính mà tưởng mình là một người chồng, mình lo cho vợ con mình là mình đã tu rồi. Tôi nói thiệt nha, mình đang là một con chuột nó chăm sóc cái hang của nó thôi, mình đang là một con chó mà nó chăm sóc cái ổ của nó thôi. Mặc dù cái chuyện mà mình mang cái thân cư sĩ mình phải có trách nhiệm với gia đình, cái chuyện đó là chính cái phần Ngài cũng kêu gọi, nhưng Ngài kêu gọi là Ngài nhắm đến những cái đứa mà nó không có thể khá hơn được thì Ngài mới kêu gọi. Chứ Ngài biết rõ là mang thân cư sĩ mà nó cắm đầu nó là gia đình của nó chỉ là con chó mà lo cái hổ của nó thôi. Yeah, bởi vì mang thân cư sĩ đó cái cơ hội mà để mà gọi là trao dồi tâm tư khó lắm. Tôi biết tôi nói vậy là chúng nó thù lắm, nhưng mà phải nói thiệt. Đấy, phải nói thiệt. Bây giờ tôi đâu có cần quý vị thương tôi nha. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất ở đây là quan tâm đến cái gì? Cái quan hệ giữa nhân với nhân. Anh sống nhiều bằng cái tâm thức như thế nào thì đó, mai sau đó anh sẽ dễ dàng quay lại cái con đường đó lắm. Đó gọi là quan hệ nhân với nhân. Quan hệ nhân với quả là nhân mới tạo ra quả, nhưng mà trong quan hệ nhân với nhân là nhân dẫn đến và tạo ra, mà nhân nó nhận dẫn đến nhân. Ví dụ như Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni cũng như tất cả Bồ Tát ba đời mười phương trước khi thành Phật đều có điểm giống nhau thế này: luôn làm các việc lành nhưng không đam mê quả lành. Đặc biệt như vậy, làm lành làm thiện không? Nhưng mà quả lành quả thiện các ngài không màng. Ví dụ như sinh ra đẹp, các ngài không có hưởng thụ cái đẹp của mình,
sanh ra giàu, sanh ra quyền lực, uy tín, tình cảm, cả ngày không bị vùi đầu gục mặt ở trong cái, những cái đó. Ngộ lắm, đặc điểm của Bồ Tát. Việc làm nào cũng làm nhưng không có đam mê đến quả làm nào hết. Ngay cả khi mà bỏ hết mà đi tu trong rừng làm đạo sĩ, đắc thiền, đắc thông, vẫn luôn luôn biết rằng đây là chỗ cao nhất mà mình có thể tới, nhưng nó không phải là chỗ rốt ráo trong việc sanh tử. Đặc điểm của Bồ Tát là như vậy. Bồ Tát không có vùi đầu gục mặt ở trong những cái thành tựu, những sở chứng của mình. Đấy. Chính cái thói quen tâm lý này nó mới dẫn đến kiếp chót của Ngài. Làm vua, thấy ngôi vua chỉ là rác thôi. Bỏ ngôi vua rồi, đi tù, đắc các cái tầng tiền, vẫn thấy mấy cái này ngon thì có ngon, nhưng mà ngon với mấy cái dở thôi, chứ không phải là rốt ráo. Ngày nào mà nó còn phiền não, còn sinh tử, thì chưa phải là cái điểm đến sau cùng. Mà ở đâu có được cái khả năng tư duy đó ta? Là do nhiều đời nhân dẫn đến nhân. Nhiều đời làm việc lành mà không ham quả lành. Nhiều đời làm việc lành nhưng mà không có cầu cái quả sinh tử, mà chỉ cầu cái quả giải thoát. Nhiều đời làm việc lành mà chỉ mong buông chứ không phải mong nắm. Đó, cái đặc điểm của Bồ Tát là chỗ đó. Nhiều đời làm việc lành mà chỉ mong buông chứ không mong nắm. Ngài trao ra là để buông, còn mình trao ra là để nắm. Trao cái này mình để nắm cái khác. Buông cái này mà bắt cái kia, thả con bé bắt con tôm. Cúng lễ Chúa cầu đúng số cái dạng của mình đó. Đấy. Bán bánh mì mà muốn mua bánh bao kiểu mình. Cho nên cái quan hệ thứ nhất là quan hệ nhân tạo ra quả. Quan hệ thứ hai là nhân dẫn đến nhân. Đó. Rồi cái quan hệ thứ ba là quan hệ quả dẫn đến nhân. Các vị nghe chưa? Hồi đó giờ mình đi nghe đạo, mình nghe toàn là nhân quả không. Ráng làm lành lính giữ đi con, làm hứa nguyện kiếp sau thành Phật đạt đạo đắc quả. Mình chỉ nghe toàn là quan hệ nhân quả, nhưng mình không được nghe cái sao. Cái quan hệ nhân với nhân nó quan trọng lắm. Thường sống trong nhân lành thì đời sau sanh ra dễ dàng quay lại với nhân lành. Thường sống trong nhân ác thì đời sau sanh ra rất dễ quay lại với nhân ác. Đó là quan hệ hai. Còn quan hệ thứ ba, quan hệ quả với nhân. Cái này quan trọng lắm nha. Thứ ba, quan hệ quả nhân là sao? Tức là do những cái quả lành, quả ác đời quá khứ mà bây giờ mình sinh ra trong một cái môi trường như thế nào đó. Môi trường A, A, B, I, X gì đó, không? Chính trong cái môi trường đó, trong cái hài đó, trong cái tình trạng sức khỏe, tình trạng tình cảm đó, bối cảnh môi trường xã hội, gia đình đó, chúng ta bèn có cái điều kiện để thiện hơn hay là ác hơn. Bây giờ các vị thấy chưa? Các thấy quan hệ giữa quả với nhân chưa? Mình nói thì mình chỉ học toàn là quan hệ nhân với quả thôi. Trồng dưa, trồng đậu, được đậu, đó là quan hệ nhân quả. Nhưng mà có quan hệ thứ hai là quan hệ nhân thiện, nó dễ dẫn đến nhân thiện. Nhân ác nó dễ dẫn nhân ác. Bây giờ tới quan hệ thứ ba là cái quả thiện nó dễ dẫn đến nhân thiện. Hay là nó dễ dẫn đến quả ác, là quả đến dẫn quả thiện, quả lành đó. Nó dẫn đến quà đến nhân thiện hay là nhân ác là tùy vào cái căn cơ của quý vị. Có người khi mà họ nhờ hưởng được cái quả lành đó, giàu đẹp khỏe hơn, thì họ lại lấy mấy cái đó làm điều kiện để tiếp tục họ tu hành ngon lành. Có người khi mà hưởng được cái quả lành đó, nó bèn gục đầu, cắm đầu, nó gục mặt cái trong đó để nó đi xuống. Nhớ nha. Do siêng mới có tiền, nhưng mà có tiền xong thì chưa đủ, lấy cái tiền làm cái gì? Lấy cái tiền nó để tiếp tục làm ăn nữa thì là chuyện khác, mà lấy cái tiền nó để hưởng thụ, để mà trác tán là chuyện khác. Nhớ nha. Cho nên cái thằng nghèo nó có cái điều kiện phạm pháp không giống như thằng giàu. Biết cái biết vậy đó không? Trên 18 tuổi, hết một tuổi muốn bình hay là bắt tôi phải giải thích nữa. Tôi nhắc lại nha, cái thằng nghèo á nó có cái điều kiện phạm pháp không giống với cái thằng giàu, mà cái thằng giàu nó có điều kiện phạm pháp không giống thằng nghèo. Cái thằng trí thức nó có cái điều kiện phạm pháp khác cái thằng dốt, mà cái thằng dốt nó có cái điều kiện phạm pháp khác thằng trí thức. Vậy thì trường hợp đó mình gọi là cái quan hệ giữa quả với nhân. Mình tu là tu chỗ này nè, mình tu ở chỗ là ba cái này. Tu cứ tại sao anh phải sống chánh niệm với niệm xứ? Là bởi vì sao? Vì thứ nhất, người sống chánh niệm luôn luôn sống với chánh niệm và trí tuệ nha. Chánh niệm là biết rõ mình đang thế nào,
Còn trí tuệ là biết cái gì nó vừa xảy đến trong cái đầu của mình, thì đó gọi là chánh niệm và trí tuệ nha. Thì khi mà anh sống theo tứ niệm xứ, sống với niệm và tuệ đó, thì anh mới lần lượt anh mới ngó lại ba cái bài học này. Thứ nhất, khi mà anh sống với niệm và tuệ có nghĩa là anh đang gieo nhân lành để anh hưởng quả tốt trong kiếp sau, đó là quan hệ về nhân quả. Cái quan hệ thứ hai, quan hệ nhân dẫn đến nhân là sao? Nếu bây giờ mà anh thường xuyên sống với niệm và tuệ thì đời sau sinh ra anh dễ dàng sống với niệm và tuệ, dễ dàng quay lại với con đường niệm và tuệ, và khi gặp Phật ra đời hoặc là chỉ khi nghe pháp thôi, anh dễ dàng chấp nhận cái con đường niệm và tuệ này lắm. Trong khi đó có nhiều người có pháp danh quy y, rồi có lão phái, có giới điệp, rồi tùm lum hết, mà tôi nói kêu nó niệm Phật giảng sanh thì nó niệm ào ào, kêu nó niệm chú không hiểu nó cũng niệm ào ào, kêu nó niệm Quán Âm nó cũng niệm ào ào, mà tới hồi mà kêu nó chánh niệm một phát mà chịu không nổi, chịu không nổi, bởi vì cái căn cơ nó không có cho phép nữa. Nó chỉ tới đó thôi lên nổi nghe. Cho nên cái quan trọng nhất là cái nhân nào thì nó sẽ dẫn đến cái quả nấy là chuyện dễ hiểu rồi, nhưng mà chính cái nhân này nó có thể nó tạo điều kiện cho một cái nhân khác tương ứng, quan trọng lắm. Ngay bây giờ mà anh thường xuyên sống với niệm và tuệ thì đời sau kiếp khác anh cũng dễ dàng quay lại con đường niệm và tuệ. Còn nếu mà đời này anh không có quan tâm đến chính chính niệm và trí tuệ thì đời sau sinh ra dầu gặp Phật đi nữa, anh nghĩ tới niệm và tuệ là anh đã ngáp rách miệng luôn, anh chịu không nổi. Trong cái thời gian tôi đi pháp đi học cho bà con ở ngoài hoặc là online, tôi ê chề lắm. Tôi nói Phật tử Việt Nam chỉ có 1% là Phật tử theo định nghĩa kinh, có nghĩa là đầu để tóc, phải không? Nhưng mà cái lòng nó đã xuất khỏi thế gian rồi, nhàm chán sanh tử, cái đó mới là cư sĩ thứ thiệt. Chỉ còn cái thứ mà coi như là hộ pháp hộ tăng đúng, nhưng mà lòng vẫn còn lén lút thỏa mãn với cái đời sống cư sĩ của mình là không khá. Đây, mà ở đâu nó ra cái lỗi đó là bởi vì cho cái căn cơ mình phải làm người Việt Nam nhờ phước xưa mà biết Phật pháp, nhưng mà phải là Phật tử Việt Nam để tiếp tục như gọi là tu phước chứ không mang huệ nha, nhớ cái đó. Rồi chứ Phật tử mà Phật tử Miến Điện đó, này bà con mai này về Calama bà con đi tiếp xúc cọ sát quần chúng đấy, các vị mới thấy chuyện đặc biệt. Các vị thấy mấy mẹ Miến Điện của mình mà là rách rưới làm lũ đầu đội cái chậu cái ủ đi lơ bơ lơ bơ, coi chân đó hành giả không đó, coi chân đó coi như là dân là A Tỳ Đàm là rót mà coi như quần áo là tả tơi hôi hám, đầu đội chum đội chóe mà đi thì nó nhìn nó nản lắm, không? Có kỳ tôi về chết tôi vô mà tôi gặp trời ơi, có nguyên một ho một mẹ trên núi xuống, cái o này chắc khoảng chừng hai mấy ba mươi, tức là sức lao động sung mãn rồi mà đi kiếm tiền bằng một cách rất là khiêm tốn, đội cái rổ này thì mình liếc là mình thấy là đủ ớt chanh chú sim rồi cái làm đó, cái là họ lựa cái gì mình đến núi đó, họ lựa gì trên núi họ trồng họ đem xuống núi họ bán, vậy là sống rồi. Tôi nhìn đó tôi nghĩ trời ơi, cái này bây giờ cần đi nhổ răng, cần đi mổ xẻ tiện đâu trời, cần đi bệnh viện, cần đi nha sĩ, cần đi bác sĩ tiện đâu, họ sống bấp bênh lắm. Nhưng mà có một điều là về đời sống tâm linh tinh thần còn kinh khủng lắm. Cái người Miến Điện, cái chuyện mà Việt Nam mình đó mà nghe người mẫu ca sĩ Nam Hàn mới qua mình đó, rồi mình thức khuya mình chầu chực ở phía trường để mình đón, rồi họ đi mình tới mình nhờ tới xin chụp hình rồi xin chữ ký, rồi còn có được họ tang thương nữa là họ ngồi họ đi rồi mình chạy tới mình hôn cái ghế của mấy Korean celebrity đó, người mẫu mẹ ca sĩ hôn cái ghế mà đã họ mới ngồi, rồi họ đã lên xe đi mà chạy theo khóc gào như cha chết vậy. Chứ còn có bao giờ mà mình vì cái mục đích tâm linh tinh thần mà mình rần rộ rộ đâu. Nhưng mà Miến Điện thì có, cái vị vào internet cái vị đánh dùm tôi cái chữ là cái vị tăng nào mà của Miến Điện mà gọi là có sức ảnh hưởng nhất Miến Điện bây giờ, đó là ngài Nam Nam Ma La Phi Văn Sa Sa Lo, ngài là hiệu trưởng cái trường gọi là trường đại học Theravada Missionary University ở Yangon. Ngài là được xem là đệ nhất luận sư của Ấn Độ đương của Miến Điện đương thời.
các vị thấy cái pháp hội của ngài đó, các vị cấm chân luôn, các vị gọi là mắt a gì mắt mắt chữ a miệng chữ o luôn, cả mấy chục ngàn người nó đông như quân nguyên mà để nghe một ông sư giảng A Tỳ Đàm, các vị thấy khiếp chứ. Họ phải có một cái huệ căn tiền kiếp sao đó. Gọi là Miến Điện làm gì có một ca sĩ, làm gì có một người mẫu, một diễn viên mà có một sức hút kinh hoàng như vậy, như là ngài Nanh Na Ba La Phu Bằng Sa Sĩ Rò. Lần xe của ngài đậu xong rồi ngài chỉ dẹt dẹt cho ngài đi vô, xong đó là ngài mất tiêu. Có nghĩa là nhìn ngài là mình chỉ nghĩ đến một người, đó là Michael Jackson thôi. Nhìn ngài đó, còn ba cái bù nem ấp ba kiểu đi chết hết đi. Chỉ có Michael Jackson hoặc là Madonna hoặc là Jennifer Lopez mai ra, mai ra. Có nghĩa là buộc biển người, chứ còn rừng là không có nghĩa lý với ngài đâu. Ngài là lên tới biển người đó. Trùng điệp nó giống như là quân nguyên vậy đó. Này. Mà tại sao vậy? Là vì cái vốn liếng huệ căn xưa giờ. Này, vốn liếng huệ căn. Cho nên bây giờ chỉ nghe đến Phật Pháp, chỉ cần nghe một cái bài pháp thoại mà nó có những cái câu chữ mà nó chạm được cái niềm nổi, nó chạm được cái tử quyệt, cái yếu quyệt, cái yếu điểm của mình, người ta bèn lắm. Còn người mình thì không. Nghe pháp mà bây giờ pháp sư mặt mũi phải cỡ thầy Pháp Hòa, giọng nói cỡ thầy Phước Tiến rồi vậy đó, chết rồi. Mà trong khi đó quan trọng nhất là ông nói cái gì. Ông thầy thuốc nam, ông có một giò, ông què, ông chạm đi nữa, nhưng mà cái bài thuốc ông cho mình đó, nó có giúp được mình cái bệnh gì hay không? Mà cái quẻ căn nó cho phép. Mình cứ đi ngon ngó, ông nói cao thước mấy, da trắng, da đen, da ngâu, da nâu, da ngâm, không? Bánh ít, bánh mặt bù quân. Đó, cái dân mình này, cho nên, nói đến quan hệ nhân quả là nhớ dùm ba cái này, móc là quan hệ nhân và quả, nhân tạo ra quả. Mình làm gì để sẽ tạo ra cái quả tương ứng. Đó là quan hệ một. Quan hệ hai là quan hệ giữa nhân với nhân. Đời này mà ta thường sống với tham sân si thì đời sau sinh ra ta dễ dàng quay lại cái tham sân si. Mà đời này ta sống với từ bi trí tuệ tham nhẫn chánh niệm thiền định thì đời sau ta sẽ dễ dàng quay lại tham nhẫn chánh niệm trí tuệ thiền định. Nha. Đó là quan hệ giữa nhân với nhân. Cái quan hệ thứ ba đó là quan hệ giữa quả với nhân. Có thể bây giờ chúng ta sinh ra với một vì sâu xấu, chúng ta không có đẹp, chúng ta không có giàu, chúng ta không có khỏe, đó là cái quả xấu. Nhưng một người biết đạo tận dụng tranh thủ mọi tình huống để mà sống thiện, chúng ta cứ nhớ cái này, không phải để tự ăn ngủ, không phải là con cáo để chê nho còn xanh, không phải, mà sự thật chúng ta hãy nhớ rằng trong cái đói nghèo xui rủi nó lại cho ra rất nhiều cơ hội để chúng ta sống thiện. Và trong cái gọi là sung túc giàu có, nó cũng cho ra rất nhiều cái cơ hội để chúng ta sống thiện. Cả hai cái đó không có cái nào kém cạnh cái nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm câu nói này trước vong linh của thất thế phụ mẫu, cha mẹ nhiều đời của tôi. Đấy. Có nghĩa là trong cái cảnh đói nghèo cơ cực, nó kín đáo cho ra nhiều cơ hội để tu tập lắm. Vấn đề mình biết tận dụng hay không, và ngay trong cái cơ hội gọi là vàng son rực rỡ cho lỗi đó, nó cũng cho ra nhiều cơ hội để mình sống thiện không kém. Và ngược lại bên cái ác cũng vậy, cái quả ác đó nó là cơ hội cực tốt cho nhiều cái tội ác, nhưng mà đồng thời đó, cái quả ác nó cũng là cơ hội cực tốt cho nhiều cái cơ hội hành thiện. Quả lành cũng vậy, nó là cơ hội cực tốt cho nhiều cái chuyện lầm, nhưng mà cũng là cơ hội cực tốt cho nhiều cái ác. Tin tôi đi, vấn đề nói theo từ trong nước, cái từ mà tôi ghét xài lắm, đó là xử lý hoàn cảnh, tận dụng tranh thủ hoàn cảnh. Đấy. Tận dụng xử lý hoàn cảnh một cách thông minh. Đấy. Cho nên người không biết đạo đấy, họ bị chìm sâu cái quả, họ lọt vô quả họ xoay sở được. Rồi họ biết đạo ba mới, họ nghe đó đã là quả, mình đâu có sửa được sư. Đúng, quả sửa không được. Nhưng mà hãy nhớ câu này của Tây: chỉ có 10% là những gì bên ngoài xảy đến cho ta, 90% là phản ứng tâm lý của ta, cái reaction của ta mới quan trọng. Này, chúng ta có quyền đó, chúng ta đương nhiên có thể đói, có thể nghèo, có thể xấu, có thể bệnh, ok? Nhưng mà cái thái độ tâm lý chúng ta trong hoàn cảnh đó nó ra sao đó là chuyện khác. Chứ đừng có nói rằng tại tôi đói, tôi nghèo nên tôi phải bất thiện. Sai, sai. Rồi một cái người mà họ giàu có, khỏe, đẹp, phải không?
họ có thể tận dụng cái hoàn cảnh đó để họ sống thiện hoặc sống ác, đó là do cái căn cơ của họ. Thưa quý vị, đừng có nói với tôi, đừng có nói với tôi nghèo phải đi móc túi, sai. Đừng có nói với tôi giàu là phải chích choác bài bạc trác tán gái gú đi nuôi trai, sai. Tùy mình nha, tùy mình. Cho nên á, mình nói rằng là nghiệp thì sửa không được, nhưng mà mình phải nhớ thế này, đúng, nghèo tôi sửa không được, xấu tôi sửa không được, nhưng mà tôi có thể tận dụng nó để làm một chuyện khác. Mình nói tôi có đủ cái huệ căn hiểu hay không, cái ăn cơm mà, phải không, tôi hiểu cái đó chứ. À, có nghĩa là tôi nhắc lại, nghiệp đã nó cho quả là sửa được, Phật còn sửa được nói gì mình, nhưng người khác mình ở điểm, hiền thánh khác mình ở điểm. Cái quả nó đến, cái ngày né không được, nhưng mà cái ngày đón nhận nó bằng cái tâm thái như thế nào, nó mình đi. Mình cứ cắt con khúc rồi, Phật tránh nghiệp không được, thánh tránh nghiệp, vậy chúng ta quy ra là xem, sai, không có xem nổi đâu. Các ngày tránh không được, nhưng mà các ngày đã đón nhận cái quả xấu đó bằng tâm thái như thế nào. Có nhiều người họ tận dụng cái quả đắng của cuộc đời để mà họ vung sới hoa trái quý hiếm. Có người họ tận dụng cái sinh lây của cuộc đời để mà họ trồng sen trồng súc. Có người quanh năm không có một cọng rau để ăn, chỉ lý do là nhà tôi toàn vàng ngọc kim cương, tôi biết trồng rau chỗ nào. Các vị nghe đau chưa, đau chưa? Cái đứa sình rác phân cỏ mục vậy mà nó biết tận dụng, nó có rau nó ăn. Còn đứa kia nó quanh năm nó không có rau, nó ăn toàn đồ họ. Mà hỏi thằng kỳ nó nói, ông nhìn tôi nhà tôi toàn là hột sòn kim cương không, rồi tôi trồng rau ở đâu? Tùy anh thôi nha. Anh biết mà với kim cương nữa anh có thể có 8.000 cái vườn rau. Bởi vì anh cái này anh là để đổi nón thôi, này như để đổi nón thôi. Cho nên là anh trong cái bối cảnh vàng son rực rỡ đó, anh không biết phải làm gì mà nó, anh cứ lây quay này. Cho nên tôi kinh kể chuyện bà Quý Sa Kha là một đại tín nữ thời Đức Phật. Thì theo cái lệ xã hội mà tao làm rất chắc của ta chắc tật quá, tao mà không có lên là chắc là các vị bị tôi tu tật rồi. Trong cái cáo phó nhớ ghi câu này: một người cả đời không biết cúi đầu, mà giờ cúi chỉ vì cúi đầu không được mà phải chết. Bà Quý Sa Kha là một đại tín nữ thời Đức Phật, gái lớn phải lấy chồng, mà nó xui, vừa xui mà vừa hên như bà đó là bà không đem với mẹ bác sư anh, những này là nhân viên nó đẩy bà đó là phải về làm dâu một cái gia đình nó tà kiến. Vậy là bà tin tà không tà, ghét nam sư lắm, ghét nam sư, gia đình chồng ghét nam sư. Thì sư tăng mình đi bác là ấy quýt lườm biết là dữ lắm. Thì buổi sáng bà đang hầu cho chồng ăn sáng, thì có một vị tỳ kheo đi bác thì theo cái lệ thì cũng đứng trước mỗi nhà, nó đứng tí tiên phút vậy ra rồi đi. Mà ông bố chồng đang ăn, ông thấy ông sư rồi cũng ăn tiếp. Thì nàng thấy vậy, nàng là người thánh, mà thánh cư sĩ mà, nghe lòng đòi đoạn từng cơ, thương sư quá, mới nhanh chân ra mới nói với ông sư đó: bệnh ngày tới ngày đi tế độ gia đình khác, tạm thời gia đình này không đủ duyên, cha chồng của con nó đang ăn thức ăn cũ thôi. Thì nói như vậy đó là ông sư cũng hiểu rồi, qua bán đi thức ăn cũ, có nghĩa là đồ ăn nấu từ hồi nào giờ lấy ra ăn vậy thôi. À, thì ở đây ông sư cũng hiểu là thức ăn cũ đây, nghĩa là ông này cũng đang hưởng cái quả lành kiếp trước, đang hưởng đồ cũ thôi. Thì cho chồng cũng nghe nói lóng thoáng thì ông giận: thức ăn cái nhà này mỗi ngày mỗi nấu mới, mà tại sao mà con nói cho người ta là bố ăn đồ cũ? Thì bà mới giải thích, bà nói: dạ con là Phật tử. Cái ông sư á là cũng là Phật tử luôn, cũng là người thờ Phật, tụi con có ngôn ngữ riêng hiểu nhau. Con nói ăn đồ cũ thì có nghĩa là ba bây giờ đó là ba chỉ hưởng cái phước xưa thôi, chứ còn ba không có hứng thú gọi là gieo cái nhân mới. Chứ Phật tử tụi con đó
hưởng cái quả lành đời này, hưởng quả lành xong đang hưởng quả lành mà vẫn phải tạo cái nhân mới cái đời sau tiếp khác. Còn như ba vậy, như bố thì tạm thời bố chỉ đồ cũ thôi, chứ bố không có hứng thú là gieo cái mới nữa đó. Okay. Vậy cái câu chuyện đó nhiều người họ đọc cái đó, họ đọc lớp và họ không để ý, nhưng mà cái gì đó rất là quan trọng. Chúng ta là do cái quả lành đời xưa mà sinh ra bây giờ giàu, khỏe, đẹp. Đúng, giàu, khỏe, đẹp, giỏi. Nhưng mà cái vấn đề tiếp theo là chúng ta đã có biết tận dụng cái giàu, khỏe, đẹp, giỏi đó để tiếp tục sống thiện, tiếp tục sống hữu ích, tiếp tục sống đóng góp, tiếp tục sống hy hiến cho đời hay không? Đó là chuyện của mình. Này. Rồi chúng ta do một cái quả xấu đời trước chúng ta sinh ra là xấu, nghèo, dốt, không? Bệnh. Nhưng mà chúng ta có biết tận dụng mấy cái này nè để mà sống thiện hay không? Bởi vì nãy tôi có nói, bối cảnh nào, hoàn cảnh nào nó cũng cho ra những điều kiện để mình sống thiện và sống ác. Tôi nói cái này các vị nghe nghĩ tôi nói gượng mà đó là sự thật. Cái người nghèo nó có cái hay vậy nè, nếu mà biết vén khéo họ có nhiều thời gian lắm. Nếu mà biết đạo, người nghèo thấy họ cần vậy, nhưng mà họ ít có, có khỉ đâu mà giúp mắt, cho nên họ thu xếp được nhiều thời gian, được nhiều cái gọi là cái khoảng trống tâm lý để mà có thể thảnh thơi tu tập. Mình phải nhìn nhận cái đó có. Trong khi cái nhà giàu, cái biết trên đời nó có hai cái hạng người khổ. Hạng thứ nhất là không có khả năng làm ra tiền, mà cái khổ thứ hai là cái hạng người có quá nhiều cơ hội làm ra tiền. Hạng thứ nhất là không có điều, không có cái cơ hội làm ra tiền, hạng này khổ là đã đành rồi. Nhưng mà cái hạng khổ đó là một khổ kiểu khác. Mà cái khổ thứ hai nghe không ai tin hết, nhưng mà tôi tin bằng cái mạng của tôi, đó là cái hạng thứ nhất là nó khổ là vì nó không có cơ hội kiếm tiền. Còn cái hạng thứ hai là nó có quá nhiều cơ hội kiếm tiền, cơ hội nhiều quá. Trong tay nó có 80 tỷ mà cái gì biết chung quanh cái thành phố Sài Gòn của chị đang ở, nó có rất nhiều đất vàng, cái nhà vàng. Mà tại vì quý vị không có chịu đi già thôi, chứ quý vị nuôi một dùm nuôi nguyên một cái tiểu đội mà ăn rồi là mà đi mà già soát rồi. Đất vàng với nhà vàng nó nhiều lắm, nó nhiều lắm. Đấy. Đất vàng nhà vàng quý vị biết mà. Đất vàng nó là cái đất mà bây giờ là bây giờ thì nó chưa đâu, nhưng mà chừng 1-2 năm nữa đó là mình cứ ké mấy cái cơn sốt nhà đất đó là mình khỏe lắm. Mặc dù cái kinh tế Việt Nam ba cái thị trường này ông mình nó giống như bong bóng, nên cái chuyện này chuyện kể mặt sát rồi, mà mình cứ canh lúc nào bong bóng mà nó phình đó mình tung nó ra, cứ nhớ vậy, gọi là đất vàng đó. Thì là mình thì vốn quá nhiều đấy, mà mình lại có cái này nữa, nguyên đội ngũ là đàn em tay chân, thì cơ hội của mình nó là dày đặc. Thì người không biết gì ngó qua thấy mình hạnh phúc, nhưng mà hơn ai hết chính mình biết. Hiếm có một bữa ăn đàng hoàng với gia đình, hiếm có một buổi sinh nhật đàng hoàng cho cha mẹ con cái, hiếm có cơ hội sống riêng cho mình. Ăn rồi cứ mấy con số nghĩ lăn xăng trong đầu. Tiền thì vô ồn ào. Xe của mình là một chiếc xe mình là cả 100.000 đô, nhà mình là phải như bạc tỷ, đi nước ngoài như đi chợ. Đúng, hoa hậu người mẫu là coi như là đối với mình là hàng xóm hết. Nhưng hơn ai hết mình biết mình không có sống cho mình được bao nhiêu hết, mình chỉ là cái xác chưa có chôn, mình chỉ còn óc mượn hồn thôi. Nhớ nha. Cho nên biết tận dụng cái hoàn cảnh của mình. Cái ông nhà văn Hirakumi của Nhật, ông nói, ông trả lời phóng viên hỏi ông nghĩ gì về đồng tiền, ông nói là tôi cũng cần tiền nhưng mà không phải để hưởng thụ, không phải để khoe mẽ như người ta. Tôi cần tiền để tôi yên tâm mà tôi có thời gian để tôi suy tư và viết lách. Cảm thấy chưa? Tôi nhắc lại, tôi cần tiền để mà tôi khỏi quần quật kiếm sống, nhờ vậy tôi có thời gian để tôi suy tư và tôi viết lách. Đấy. Cái nghĩa là cũng tiền nhưng mà người ta biết tận dụng đó. Có người chính đồng tiền nó là cái nhà giam nó nhốt họ vào trong đó. Rồi cái nghèo cũng vậy. Có người vì cái nghèo mà nó phải chiếm hết tâm tư và thời gian của họ, công sức của họ để quần quật kiếm ăn. Nhưng có người nếu mà khéo gọi là vung xén, không? Thì chính cái nghèo đó nó cho họ rất là nhiều thời gian về thời gian vật lý và thời gian tâm lý. Họ rảnh rỗi để mà họ có thể học đạo, hành trì, sướng sướng. Mình phải nhìn nhận có. Tôi cho đến tuổi này, nếu mà tôi có phải đầu thai 50 kiếp nữa,
không, trong cái môi trường Phật pháp. Ở tuổi này, nhân danh một người 50 tuổi, tôi vẫn xác định không bao giờ nên làm trụ trì. Trên danh nghĩa thì mình nói là mình gọi là gây dựng khai sáng, duy trì đạo tràng cho người ta tu hành, sang quá, chỉ có sang quá. Nhưng mà thật ra nó là đã dính vô cái trụ trì rồi, là thời gian trong mình không có nhiều. Mà nói ra thì nó có vẻ nhiều bị hiểu lầm, tưởng là tôi kích bác. No, tôi xin đê đầu đảnh lễ cái sự hy sinh cao cả hiếm quý của các vị, nhưng mà chỉ cho tôi nói nhỏ một sự thật thôi. Cơ hội làm người khó được, cơ hội chánh pháp gặp đạo gặp pháp càng khó hơn. Cái cơ hội nó đã hiếm thì mình phải tận dụng, học đạo cho giỏi, hành đạo cho ngon. Mà nếu mà tệ, hành trì không được là mơ cũng phải lụm được phân nửa, đó nghĩa là phải giỏi giáo lý. Bởi vì những cái kiến thức đó chỉ có trong thời kỳ của Đức Phật chánh đẳng giác mà thôi. Muôn ngàn triệu tỷ ức kiếp mới có một vị Phật ra đời mới dạy cho mình nghe nó cái giáo lý này. Đấy. Và không phải có Phật pháp mà mình được nghe đâu, mình phải mang thân người mà phải được sanh ra trong cái bối cảnh môi trường hoàn cảnh điều kiện như thế nào đó mình mới được tiếp cận, được lắng nghe. Mình đâu có đủ cái vị hiểu nữa, bởi vì các vị nói, tôi nói các vị nghe chỉ nên cái động trời nữa. Các vị đừng có nói với tôi các vị là Nam Tông, các vị là Bắc Tông, các vị là thuộc về pháp khí đại thừa rồi người bậc cả huệ căn xa, phải coi kỹ quý vị quan tâm cái gì trong Phật pháp, quan tâm như thế nào, quan tâm bao lâu nha. Chứ đừng có nói là tôi là đệ tử của đạo tràng Pháp Hoa, tôi là đệ tử của đạo tràng Giác Ngộ, tôi là đệ tử của đạo tràng Kỳ Viên, đạo tràng Phật Bảo, đạo tràng Làng Mai là tôi là chánh pháp, sai chưa đủ. Anh là đệ tử của đạo tràng đó, của cái hệ của cái truyền thống đó, của vị tôn sư đó, nhưng mà anh quan tâm cái gì? Vì cái vị thầy nó dạy tùm lum chứ không phải dạy một thứ đâu. Đấy. Anh quan tâm cái gì mà anh quan tâm thế nào, rồi cuối cùng là anh quan tâm bao nhiêu và bao lâu? How much, how long? Nhớ nha. What, how, how much và how long, bốn cái. What, how, how much, how long. Quan tâm cái gì, quan tâm bao nhiêu, bao lâu và bằng cách nào. Thí dụ như tôi nói biết nhiều lần, vô trong chùa là quan tâm đến chuyện giáo lý, là thích in kinh, in sách bản thân khỏi họng chữ luôn, chỉ thích in thôi, đó quan tâm giáo lý đó. Rồi còn có người đó thì quan tâm đến hành trì, rồi nghe cái nên có cái mùi của thiền viện, nghe cái mùi của hành giả là tung tiền ra không tiếc, nhưng mà toàn nó tung cho người ta tu, còn mình thì coi như là tiếp tục con đường xưa lối cũ không có thay đổi. Này cũng quan tâm đó, cũng quan tâm giáo lý, cũng quan tâm hành trì đó chứ, nhưng mà quan tâm tới cái mức đó thôi, không phải xa đi được, nhớ nha. Còn có người thích học lắm, nhận muốn bố thí, thích thiền lắm, nhưng mà một cắt cũng không có chi ra nữa. Đợi ai cắt sẵn, ai mà cắt sẵn thì nhào vô, xin có cốc riêng, có cái chìa khóa. Có người ác vậy nữa, cũng quan tâm đến thiền, nhưng mỗi người quan tâm một kiểu. Đấy, nhớ nha. Cho nên cái mối quan hệ thứ ba với nhân quả là gì đó, có nghĩa là quan tâm cái quan hệ giữa quả và nhân. Và trong cái mối quan hệ này hãy nhớ thế này: quả thì mình tránh không được, nhưng mà mình có thể làm được chuyện này, tận dụng cái quả lành hay là cái quả xấu để mà tiếp tục xuất hiện. Đừng có biến cái quả lành, quả xấu nó trở thành môi trường, là điều kiện để mà xuất hiện. Đó là cái điều vô cùng và vô cùng quan trọng. Mà tôi nhắc lại tại sao mình phải tu tứ niệm xứ, là vì tu tứ niệm xứ là mình có cơ hội hiểu tới nơi tới chỗ ba cái mối quan hệ này. Một, sống với chánh niệm và trí tuệ, có nghĩa là mình đang tạo điều kiện để mà gọi là, nếu chưa có giải thoát niết bàn thì trong vòng luân hồi cũng không tệ, không kém ai. Đó là quan hệ nhân quả. Quan hệ thứ hai, hành giả với niệm xứ phải hiểu rằng ngay đời này, kiếp này, nếu ta thường xuyên sống với niệm và tuệ thì đời xa kiếp sau ta sanh ra với niệm, mình tới gặp thì gặp cơ hội là sống niệm với tuệ. Khi mà ta sống với niệm và tuệ thì cái quả lành mà ta nhận được nó sẽ tiếp tục là cái điều kiện để cho ta tạo ra cái nhân lành khác. Tôi rất muốn bà con ghi âm bài giảng này, nghe thiệt là chậm bài giảng này, tại lúc nào tôi quên tôi nói nó nhanh, chứ chỗ nào tôi nhớ tôi nói thiệt là chậm, cho mấy cái bà con mà đó giờ dùng cái này nó đổi nấu á. Bây giờ biết làm người, thử một ngày làm người đấy, một ngày làm người.
về nghĩ chậm lại thấm cái này, thấm cái nhớ. Nhân nào quả nấy thì dĩ nhiên rồi, mà nhân là nhân xấu nó dễ dẫn đến nhân xấu, nhân thiện nó dễ dẫn đến nhân thiện, đó là hai. Cái thứ ba, quả xấu hay là quả lành bản thân nó không quan trọng, mà cái quan trọng là ta có biết tận dụng nó hay không. Tuy nhiên có một hoạt đơn nhỏ, đó là phải biết tận dụng thì cái quả lành nó mới giúp cho cái tâm lành, cho cái nhân lành. Phải biết tận dụng thì cái quả xấu nó mới là điều kiện cho nhân lành. Còn mình không biết tận dụng thì quả lành nó chỉ là điều kiện cho cái nhân xấu, và quả ác nó lại càng là điều kiện cho cái quả, cho cái nhân ác. Nhớ cái này vô cùng và vô cùng quan trọng. Đây. Các vị đừng nói với tôi là các vị giỏi, giàu, đẹp, khỏe là các vị sẽ sống thiện. Tôi không tin. Mà các vị cũng đừng có nói với tôi là các vị xấu, nghèo, dốt, bệnh mà các vị dễ tôn, tôi không tin. Do mình, này, do mình. Đừng có nghĩ rằng mình bất hạnh rồi mình phải đi làm ác, đó là sai. Đừng nghĩ rằng mình sung sướng, may mắn, ngậm thìa bạc, đẻ bột điều rồi mình gọi là hưởng thụ, cũng không được. Mà cái quan trọng nhất trong mọi tình huống, phải biết tận dụng cái nhân lành đó, tận dụng quả lành và quả thiện để mà tiếp tục sống thiện, tiếp tục tạo nhân thiện. Này, nhớ cái này. Ok, bây giờ tới giờ tôi phải tập cái cổ rồi, chứ không có kỳ sau là tôi khỏi gặp bà con luôn, đau quá đau rồi nha. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, và xin hẹn lại từ sau. Tri ân dạ. Sư. Dạ, chúng con tri ân sư. Sư nhớ tập thưa sư. Bác buộc là phải tập rồi, bác buộc. Dạ. Rồi cảm ơn Nhân đã gửi cho tôi cái detail của cô Hằng đó. Rồi tôi sẽ đưa lên cái internet, mà bây giờ tôi share luôn cho mọi người nha. Dạ, anh có thể làm trong cái Facebook của Kalama cũng được anh. Ok. Và mà nếu cô Hằng có ngại không? Có ngại tôi đưa cái account number lên public như vậy không? Dạ dạ không anh. Nhân đã có đòi sự đồng ý của em Hằng rồi. Thì okay. Em Hằng đã đưa thì ok. Dạ dạ. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. Ok, bye. Dạ dạ, xin chào mọi người. Okay.